Chàng rể kỳ quái, Giang Hải. Chapter 1 ở rể. Tập đoàn TM, thành phố Giang Tư. Giang Hải đang ngồi trong xe, một người đàn ông đang đứng trước mặt anh. Cậu Giang, hy vọng cậu có thể trở về. Người kia đang cúi đầu chờ đợi. Trở về, tôi không phải người nhà họ Bạch, trở về đâu. Đại gia tộc Bạch gia, xưng bá một phương, nhưng trong mắt anh, họ chả là cái gì cả. Kê ra thì, Giang Hải là con riêng của của gia chủ họ Bạch. Anh được mệnh danh đế vương thế giới ngầm, người nắm trong tay mọi mối làm ăn của thế giới ngầm. Danh xưng đế vương thế giới ngầm đại biểu cho quyền lực và tiền tài không ai sánh bằng. Tôi nhớ là mình không mang họ Bạch nhỉ. Giang Hải lạnh lùng đáp. Ông ta không nhận tôi, ba năm trước đuổi tận giết tận, còn hoang như tôi làm gì dám trèo cao, may là tôi mạng lớn. Năm đó, ông ta có nhận tôi sao? Giang Hải mỉa mai, Hải chết mẹ tôi, nay lại muốn dựa vào thế lực của tôi. Nói với ông ta biết liêm sỉ một chút đi. Ánh mắt sắc bén quát cút. Đừng để tôi thấy mặt các người. Người đàn ông sợ hãi, mặt xám xịt rời đi, không dám chậm trễ. Ông ta trước giờ đội trời đạp đất chưa từng sợ ai, nhưng với Giang Hải, ông ta lại thấy thật kinh khủng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bỗng nhiên, Giang Hải dịu lại, mở cửa xe cho cố uyển như nhìn trộm cố uyển như mọi thứ quá rõ ràng ký ức cũ vẫn còn bạch gia âm mưu hãm hại giang hải anh nhận đủ thê thảm bị đối xử bán qua bán lại như gia súc lúc đó giang hải gặp được cố uyển như cô cũng bị bắt cóc nhưng không có người trả tiền chuộc nên cũng ở đây cô nói nhỏ với anh còn sống còn hy vọng cố uyển như cứ như thiên sứ giang hải nghẹn ngào nuốt cơm cô đưa giang hải thề nếu như anh còn sống anh sẽ dùng cả sinh mệnh để báo đáp. Trời không phụ lòng người, tháng trước, rốt cuộc Giang Hải cũng có được tin tức của Cố Uyển Như. Anh tới thành phố Giang Tư, làm lái xe của cô. Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ ở bên em. Giang Hải nhỏ giọng. Anh nói gì? Cố Uyển Như hỏi. Anh cười cười, lấy ra vài bản hợp đồng đưa cho cô, có lẽ em sẽ cần. Từ bỏ mọi quyền, mở trang thứ nhất, sắc mặt Cố Uyển Như đã trở nên khó coi nhìn giang hải đọc xong rồi cười khổ nếu mọi chuyện đơn giản thì tốt rồi hôm nay chuyện của tôi sao anh lại biết giang hải cũng không giải thích gì chỉ cười trừ đã đến biệt thự luxury rồi cố uyển như cũng không hỏi nữa cố uyển như vào nhà đã phải bật thốt lên sung hỉ cháu không đồng ý ông ngoại cô là cố tùng thời gian trước mắc bệnh mãi không khỏi hôm nay đã gầy chỉ còn da bọc xương không thể xuống giường cũng gần đất xa trời rồi cậu cả cố huyền muốn cố huyền như kén rể sung hỉ. Cố ra không có ai phản đối, vô cùng thống nhất. Cô đau lòng. Mẹ, mẹ đồng ý. Cố huyền như nhìn về phía mẹ mình, người phụ nữ đã đứng tuổi. Cô càng không tin mẹ cô lại đồng ý rồi. Cố vân lệ khóc nức nở, không nói được nên lời. Cưới xin đều nghe lời cha mẹ, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, việc này cứ quyết định như vậy đi. Cố huyền vỗ bàn đứng dậy, cố huyền như tuổi thân nhưng quật cường nói chuyện cả đời của cháu cậu không có quyền chúng ta không quyết thì ai quyết là mẹ của cháu hay là người cha không nên thân của cháu có thể quyết được cậu hai cố hạo dân cười nói bằng giọng chế giễu ngay cả cháu cũng mang họ cố ông ấy ở rể dám có ý kiến gì một tên phế vật vô dụng đúng mẹ cháu cũng kén rể đó thôi cậu tư cố thiết huy xen vào cố huyền như bỏ đi cháu không đồng ý chờ đã cố huyền cười cháu hình như quên rằng cha cháu cần thuốc thì phải cố huyền như đứng lại hai chân nặng như chỉ không bước đi nổi nữa cố vân lệ chỉ khóc khi trước lôi nhân hào bị tai nạn thuốc men quấn thân cả người gầy yếu tới mức khó tưởng nhờ cố ra mà ông ta mới sống tới giờ lúc này nhắc đến ý đang uy hiếp cố huyền như chỉ cần cô không đồng ý thì lôi nhân hào tự sinh tự diệt thôi những năm qua cố ra ức hiếp thế nào cô đều nhìn cũng vì vậy Cô không đủ điều kiện lo cho cha. Uyển Như, cậu ba Cố Thụy Long luôn im lặng nhìn Cố Uyển Như. Nếu không có Cố gia thì có cháu sao? Có lái xe đưa đón, được Cố gia lo lắng yêu thương. Ngày hôm nay của cháu từ đâu, không phải từ Cố gia. Các cậu cũng đừng quên, ông ngoại đã định hôn ước cho cháu rồi. Cố Uyển Như từng phản đối chuyện hôn nhân này, nhưng hôm nay lại trở thành cọng cỏ cứu mạng duy nhất. Nhiều năm về trước, có một người đưa một thanh niên đến thành phố Giang Tư, Cố Tùng rất cung kính đối với người này, vì thế hôn ước của Cố Uyển Như và thanh niên kia cũng đã ấn định. Sau đó, cũng không ai gặp lại họ, chỉ có Cố Tùng còn nhớ rõ, dù nhiều năm qua có rất nhiều tài phiệt, người có địa vị tới hỏi cưới cháu ông, nhưng đều bị từ chối. Cố Tùng từng nhắc đi nhắc khi người kia xuất hiện cũng chính là lúc cố ra khởi sắc. Hôn ước, cháu đừng mơ, người kia có thân phận gì cháu biết sao? Có thể trèo cao sao? nếu họ thực sự nhớ thì đã tìm cháu cần gì chờ tới giờ cố uyển như tức giận cắn môi cố hiển hư lạnh nhìn chằm chằm vào cố uyển như nếu cháu ra khỏi nhà này một bước thì đi luôn đừng về cố ra cũng không cần một thành viên như cháu suy nghĩ đi cố ra chắc chắn sẽ ngừng chu cấp mọi thứ cho gia đình cháu không cần tiếp tục chăm sóc gì cho một tên vô dụng nằm kia được cố hiển thầm nghĩ nếu cố uyển như không đồng ý sẽ diệt trừ hậu họa này không thể để nó uy hiếp tới mình ông ta nghĩ thế thì quát to, đi hay ở. Cả người cố huyển như run lên, nước mắt tuôn ra, cháu. Cô đang tự hủy hoại đời mình sao, còn nếu mặc kệ làm theo ý mình thì sẽ không có cách cứu cha. Cố huyển thấy cố huyển như đờ đẫn lại thấy vô cùng yên tâm. Gọi tài xê vào, cố huyển lớn tiếng quát. Thật ra chọn cho cố huyển như là những người vô cùng xấu xí bất lực, kẻ thì béo phì, gã thì trột, người thì què, đến lúc cần lại chẳng liên hệ được ai hết cách không thể để mất cơ hội, đánh chọn tên tài xế kia. Cố vân lệ lại chỉ biết than thở. Một lát sau, Giang Hải đi vào. Cậu tên là gì? Cố Hiển hỏi. Giang Hải trả lời xong, Cố Hiển nhìn về phía Cố Hiển như đang đứng bất động tại chỗ. Chúng tôi muốn gả Cố Hiển như cho cậu, cậu thấy thế nào? Được à, Giang Hải không cần suy nghĩ. Tất cả mọi người sửng sốt, trả lời nhanh vậy sao? Mấy người Cố Hiển nhìn nhau, họ còn đang lo việc giang hải đã có vợ hay chưa không ngờ anh lại trả lời dứt khoát như vậy cậu xác định nói chính xác là cậu sẽ tới nhà họ cố chúng tôi ở rể kết hôn với cố uyển như cố hạo dân nói lại một lần nữa tôi nghe rõ rồi giang hải cười có thể cưới được cô cố là phúc phận của tôi cố uyển cười lạnh giang hải này thoạt nhìn chất phác đoán chừng đã sớm thèm thuồng sắc đẹp của cố uyển như hồi chuyện này cứ quyết định như vậy đi cố thiết huy ngồi xuống Thích động xoa xoa tay, chọn ngày không bằng giải quyết luôn, hôn lễ cũng không cần câu nệ, hôm nay cứ coi như ngày hai đứa kết hôn đi. Chapter 2 giảo hoạt, cố thiết huy âm thầm vui vẻ trong lòng, không quên dặn dò, hai người tranh thủ đi, nhanh có con là tốt nhất. Tuy cậu là con rể cố ra, nhưng cuộc sống hôn nhân không tránh được mâu thuẫn, vợ chồng tự giải quyết là tốt rồi. Lời nói kia cũng có thể nghe ra được ẩn ý xấu xa, đồng nghĩa với việc nếu giang hải muốn làm gì hay đối xử với cố uyển như thế nào thì cố gia cũng không can thiệp thuận lợi kén rể anh em cố gia như mở cờ trong bụng có thể loại bỏ cái gai trong lòng mình thì còn gì bằng cố uyển như chắc chắn thảm hại tổ chức tiệc cưới gì đó sao cố gia không muốn chi bất kỳ đồng nào cho cố uyển như bỗng nhiên giang hải cười ẩn ý nói vậy hiện tại chúng ta đã có thể gọi là có quan hệ thân thích rồi đúng không đúng rồi đương nhiên là đúng rồi. Có phải cậu đang rất hạnh phúc không? Cố Thiết Huy nói, những người cố gia vô cùng vui vẻ, cứ như đây thực sự là một hỷ sự khó có. Lý do có sự việc này còn không phải vài ngày trước Cố Hiển tình cờ biết được di ngôn không rõ ràng của Cố Tùng. Sau đó lại cho người điều tra, mấy người cố gia đều lo sợ. Nếu không phải do Cố Tùng mắc bệnh lạ, có khi đã để Cố Uyển như làm chủ tịch cũng nên. Chỉ sợ, Cố Uyển Như sau khi được thừa kế gia tài thì mấy người cố ra bọn họ còn chưa biết sẽ được nhận phần thừa kế bao nhiêu đâu. Bọn họ suy đoán, có lẽ Cố Tùng đã liên hệ được người kia, mà người nọ địa vị cao không nói được, nếu không tại sao lại vội vàng nâng đỡ Cố Uyển Như. Hiện tại họ yên tâm rồi, dù vị kia có đến thì Cố Uyển Như cũng đã kết hôn, còn có Cố Tùng có chết họ cũng không còn lo lắng gì. Chồng của Cố Uyển Như lại là một tên vô dụng, không có cơ hội xoay người trước hay sau cố uyển như cũng sẽ rời tập đoàn kết quả này là điều mà mấy người cố ra hài lòng nhất nếu vậy thì tôi nghĩ cố uyển như không cần làm ở cố thị nữa một câu nói của giang hải khiến cố uyển như trợn mắt không dám tin những người khác cũng quá bất ngờ không biết nói gì cố uyển nhanh chóng lấy lại tinh thần cảm thấy kén giang hải làm rể là đúng đắn ông ta đã sớm muốn đuổi cố uyển như khỏi cố ra giờ có giang hải nói thế vậy thì cố uyển như xem như từ bỏ thân phận là người nhà cố ra gia rồi giang hải anh đừng quá đáng cố uyển như tức giận chi tiêu cả nhà dựa vào cô nếu không đi làm thì cô phải làm sao cái nhà này lấy gì chống đỡ chưa kể thuốc của ba cô nữa bọn người nhà họ cố vô cùng hài lòng âm thầm nghĩ sẽ thưởng cho giang hải anh lớn em thấy hợp lý nhiều năm nay cố uyển như đã vì cố ra tận tâm giờ lấy chồng cũng nên cho con bé nghỉ ngơi chăm chồng Đúng, chưa kể hai đứa còn có cuộc sống riêng, làm cậu chúng ta phải thông cảm. Đám người cố ra chăm miệng một lời, ai cũng mong ngóng cố Uyển như nhanh chóng rời đi. Nhưng cố Uyển như lại không đồng ý, định nói gì thì Giang Hải nháy mắt nói nhỏ với cô. Hợp đồng, cố như Uyển cảm thấy Giang Hải lại xuất hiện một chút giảo hoạt, Giang Hải bình thường rất thật thà, hôm nay lại như trở thành người khác. Mấy người cố ra cũng nhìn nhau như hiểu ý, cố Uyển vô cùng vui vẻ, Uyển như cậu vui quá nên quên mất phải có tiền mừng. Thế này đi, chờ con có tin vui cậu sẽ mừng con hẳn một triệu, chắc đủ chứ. Cố hạo dân cũng ra vẻ nói theo, cậu nữa, dù có không ở với cố ra con cũng không cần lo lắng mưu sinh nha. Tin vui, tin vui kiểu gì chứ? Cố huyền keo kiệt kỳ bo thế nào ai chả biết, còn nói miệng như thế, sợ là chờ đợi. Mòn mỏi đi, rõ ràng là muốn cố huyền như ra đi càng nhanh càng tốt. Chỉ là lời nói thì đừng nói một triệu, 10 tỷ cũng được, chỉ nói ai làm không được chứ. Giang Hải khẽ mỉm cười, bọn người cố ra rất thích mạnh miệng. Còn cố huyền như nhìn Giang Hải, cảm thấy khó hiểu, vì sao anh lại biết trước chuyện này? Sao lại chuẩn bị hợp đồng? Cố gắng để ép nghi ngờ, cố huyền như lấy ra bản hợp đồng, cháu muốn rời khỏi công ty, cổ phần cháu cũng không cần, chỉ cần mọi người ký vào hợp đồng này là đủ. Ra riêng, anh em cố huyền nhìn hợp đồng trước mặt, khó hiểu nhìn cố huyền như, thì ra nó đã có chuẩn bị sao? Cố huyền cười nhạo, cố huyền như cũng coi như biết điều, đỡ phiền toái hơn nhiều. Cố huyền như căng thẳng nhìn cố huyền, nếu bị lộ, thì mọi công sức đổ xong đổ biển cả. Cô hơi run, cháu sẽ từ bỏ mọi quyền kế thừa đối với cố gia, tự mình kinh doanh một công ty riêng. Công ty không dùng tài nguyên của tập đoàn cố thị, cũng không cần đưa tiền về công ty mẹ. Cố gia cũng không có tổn thất, cháu sẽ tự làm mọi thứ một mình. Tập đoàn Cố Thị là tập đoàn kiến trúc, muốn có được công trình không chỉ cần có tư chất, càng cần có mối quan hệ và tài chính. Nếu quả thật như vậy, Cố Huyền như đang muốn ôm mộng rồi chết đói thôi. Mọi người cố gia đều cho rằng, không có cố gia thì cố huyền như không là gì cả. Sứt khoát ký hợp đồng một cách nhanh chóng, cố huyền như dường như ngừng thở, sợ họ phát hiện hợp đồng kia có vấn đề. Cô không rõ Giang Hải sao lại có thể biết mà chuẩn bị trước bản hợp đồng này, nhưng anh rõ ràng lợi dụng sự nóng vội của người cố ra để họ ký tên mà không xem ký hợp đồng chuyện tốt như vậy cố hiển đương nhiên sẽ không bỏ qua rồi nhìn lướt qua điều khoản chủ yếu mấy lần rồi nhanh chóng ký tên chỉ cần ký một chữ là có thể đá bay cố uyển như cớ sao không làm hết thảy đều kết thúc mấy người rời đi bốn anh em nhà họ cố lập tức mở một chai rượu đỏ chúc mừng chỉ có cố thụy long là còn hơi hoài nghi cứ có cảm giác là lạ ở chỗ nào đó con bé này, đúng là ngu mốc một cách đáng yêu. Cố Huyền cũng thở vào nhẹ nhõm, nhanh chóng thông báo đi, lập tức chuyển công ty chi nhánh thứ năm sang tên Cố Huyền như, nhớ kỹ, đừng để lại thứ đáng giá nào cả. Chỉ là một vỏ giống ruột, khoản mua bán này quá là hời. Việc này may mà có anh cả, nếu không chúng ta bị bán đi vẫn còn giúp người ta kiếm tiền. Cha thật kỳ lạ, sao Di Trúc lại không nói qua chúng ta chứ? Cố Hạo dân tự đắc nói, hôm nay đúng là ngày vui mà. Nhổ được cái gai, liên hệ được đối tác bên Hàn. Thật tốt, chúng ta nên ăn mừng chứ. Trước khi đi, Cố Uyên Như vào phòng thăm ông ngoại, mùi hôi sộc vào mũi, khiến người ta thấy buồn nôn. Một ông cụ gầy yếu nằm đó, da bọc xương, các y tá đang vệ sinh cho ông cụ. Mới vừa vào cửa, đã ngửi thấy một mùi hôi làm người khác buồn nôn. Cố Uyên Như cầm tay Cố Tùng, cô biết chỉ có ngoại là đối tốt với mình cả cổ ra chỉ có ngoại chống đỡ cô giang hải đi đến bên cạnh bắt mạch cho ông động tác nhanh chóng rút tay về sắc mặt cổ quái nói thầm ô ra vậy anh cố gắng truyền chút năng lượng vào người ông nhưng có vẻ không khả quan thầm nghĩ tôi chỉ có thể giúp ông tới đây thôi có thể khỏe lên được không còn phải xem hy vọng sống của ông mạnh đến thế nào nữa giang hải biết cố tùng không phải bị bệnh mà là bị hãm hại, dùng bí pháp che tâm mạch. Thủ đoạn này tuy không tính là cao minh nhưng lại rất hiệu quả, cứ thế này, không đến vài ngày cố tùng sẽ âm thầm chết đi. Vừa ra khỏi biệt thự đã gặp cố hiếu, hắn ta biểu môi mỉa mai, ồ em họ đây sao? Nghe nói em kén rể, anh đây phải vội vã trở về chúc phúc cho em đây. Mẹ kén rể, con cũng kén rể, đều là những thằng con rể vô dụng. Đúng nồi nào vùng đó nha, ha ha. Cố vân lệ vốn nhu nhược, con cháu cố ra ai cũng cũng không tôn trọng bà. Cháu ruột cũng không coi bà ra gì. Giang Hải nhíu mày, nhìn cố hữu ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh giống như đang nhìn một người chết. Cố huyền có con khi tuổi đã lúc xế chiều, nên cố hữu được cưng chiều tới hỏng người. Hắn ăn chơi qua đường với tất cả các loại phụ nữ, cả cố huyền như hắn cũng dòm ngó, quả là heo chó không bằng. Chuyện cố hữu quấy rối cố huyền như, Giang Hải nghe nhiều lần rồi, nhưng chưa gặp hắn ta lần nào, thứ hai không muốn bại lộ thân phận quá sớm, nếu không cố hữu đã chết lâu rồi. Hôm nay, cố huyền như xem như không còn là người cố ra, gia, Giang Hải cũng không có gì phải băn khoăn, nợ mới thủ cố cùng tính luôn một lượt. Mẹ, chúng ta đi, cố huyền như kéo cố vân lệ, căn vốn không muốn để ý tới cố hữu. Trước kia, vì cha nên cố huyền như nhẫn nhịn, hôm nay đã rời khỏi cố ra, cần gì phải cho ai sắc mặt tốt làm gì. Đợi đã, Cô Hữu đứng ở trước mặt Cố Uyển Như, cười dâm đãng nói nhỏ, "Chuyện lần trước anh nói, em họ suy nghĩ thế nào rồi?" Trương Thiếu luôn nhớ thương em đó. "Hai, không phải chỉ là chuyện dùng vốn tự có thôi sao? Cùng sung sướng thì cần gì giả đứng đắn, dè dặt gì chứ? Em không cần làm bộ." Cố Uyển Như nổi giận, cô cắn chặt răng. Cô Hữu đúng là không bằng cầm thú, trước đó thì động chân động tay với Cố Uyển Như, không thành công lại bắt đầu đẩy cô cho người khác. Cố huyền như giận đến đỏ mặt, cắn răng nói, anh đúng là đồ vô sỉ. Anh có lòng tốt mà, chẳng lẽ em muốn dựa vào một tên lái xe vô dụng nuôi mình sao? Cô hữu cười xấu xa, huống chi ngủ với ai mà chẳng phải là ngủ. Chẳng nhẽ em thích tên lái xe này sao? Anh cũng là lái xe, cũng lái rất vững đó. Cô hữu dùng ánh mắt dâm tà nhìn cố huyền như, nếu ngại đi tìm anh trương thiếu, em tìm anh cũng được nha. Yên tâm, anh không để em đói nếu như anh và Trương Thiếu cùng nhau, đến lúc đó em lại thoải mái quá ấy chứ, ha ha. Cô Hiếu, sao, sao cháu có thể mặt dày vô sỉ như vậy chứ? Cố Vân Lệ tức đến run người, cố Hiếu là cháu ruột của bà, vậy mà lại nói ra những lời vô sỉ như vậy. Ấy, sao cô lại nói thế, chẳng qua là cháu thấy mọi người nghèo quá nên nghĩ cách giúp thôi mà. Cũng chỉ thời gian này là có thể bán được giá tốt thôi. Đợi em ấy lớn tuổi hơn rồi, cho dù cho không cũng chẳng ai thèm ấy. Chapter Barnard Anh nghĩ tôi đứng đây ở không à? Giang Hải lạnh lùng nói. Ồ, mày nghĩ mày là ai? Biết điều thì né qua một bên đi. Cố hữu hử lạnh. Giang Hải không lùi lại mà càng tiến gần hắn ta. Cố thiếu, nghe nói anh từng xông vào văn phòng cố Uyển như. Ồ, hôm đó tao. Cô Hữu lại cảm thấy không cần nhiều lời với một kẻ ở rể, mày nghĩ mày đáng để tao giải thích. Còn cô ta, chỉ cần lột sạch tự dâng tới giang hải lộ nụ cười gian xảo khiến hắn ta hiểu lầm ồ chú em đây muốn cùng anh thưởng thức được anh thích chú rồi đấy cô hữu vô cùng hài lòng chú cũng biết điều đó được anh chơi chán sẽ cho chú dùng giang hải tới gần cố hữu nụ cười kia như ẩn chứa sự tàn nhẫn cố thiếu ai nhai rồi tôi định nhắc bị anh sẽ nát cái gì a a a cố hữu hết thảm ôm lấy phần dưới nằm lăn lóc kêu thảm. Giang Hải khống chế lực rất tốt, vẫn giữ lại một bên cho Cố Hữu. Giang Hải ngồi xuống, mỉm cười nhìn Cố Hữu, nhắn với Cố Hiển cố gắng sinh thêm một đứa con trai. Vì có lẽ anh không ổn rồi. Cố Hữu đau nghiến răng nghiến lợi nói, mày cứ chờ, đó, tao sẽ không để yên. Cố Huyền như sợ hãi, việc Giang Hải ra tay làm cô vô cùng bất ngờ, một giây trước còn cười biến thái với Cố Hữu, một giây sau đã tung một cú đã kia cô vội đẩy đẩy giang hải đi nhanh thôi anh ta không phải là người dễ bắt nạt đâu nhất định sẽ tìm người đánh chết anh đấy có chuyện gì cứ để tôi giải quyết bất kể như thế nào giang hải vì cô nên mới làm vậy cố uyển như không thể làm như không thấy được cố vân Lệ cũng bị dọa đến mặt mày tái mét đứa cháu này được anh trai bà chiều chuộng thế nào ai cũng biết giang hải gây họa lớn rồi tiếng kêu thảm của cố hữu làm cho mị người trong biệt thự chú ý khi cố hiển ra tới đã tức giận tới mức không thở được ai ai dám rét ai với nó bắt đánh chết cho ta hai bảo vệ xông tới cố hiển như lại đứng chắn ở phía trước giang hải cố hữu vũ nhục cháu trước giang hải kéo cố hiển như ra người là anh đánh cứ để anh tự xử lý nói lý với một đám xúc sinh làm gì em quá thiện lương giang hải mỉm cười nhưng càng giống như đang thể hiện tình cảm cố hiển gào thét đánh chết thằng khốn này đi cho ta hai người bảo vệ sông lên hự mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt vừa xông lên hai người đã bị đá bay ra ngoài giang hải quá nhanh thậm chí không ai thấy được anh ra tay như thế nào giang hải nhìn cố huyền như đang bất ngờ há to miệng anh cười nói em đã là vợ của tôi mà vợ tôi thì không cần chịu uất ức cố huyền đen mặt có thể người khác không biết nhưng ông ta rõ nhất hai người bảo vệ kia từng được huấn luyện qua một có thể đánh được ba bốn người không thành vấn đề vậy mà chỉ một tên lái xe lại có thể đánh họ được. Làm loạn ở cố gia, mày tưởng đơn giản thế sao? Cố Hiền tức giận nói, chết hết cả rồi à, mau báo cảnh sát đi. Giang Hải cười lạnh, chậm rãi đến gần Cố Hiền, quanh thân tràn ra sát khí khủng bố, cảm tưởng như sau lưng Giang Hải chính là núi thây biển máu. Cố Hiền lùi lại hai bước, đổ mồ hôi lạnh, mày, mày muốn làm gì? Đánh bọn cố ra các người, chỉ bẩn tay tôi. Giang Hải đứng ở trước mặt ông ta, lấy điện thoại di động ra, nhìn cho rõ đã. Trong điện thoại di động của Giang Hải là một đoạn video, một cô con gái bị che kín hai mắt, tay chân trói chặt trên giường, cố hữu thì cầm roi ra quát tháo. Cô gái kia đại tiểu thư được cưng chiều của Chu gia, dòng dõi nhà giàu có, cũng rất phóng đáng. Nhưng, đại tiểu thư họ Chu kia có phóng đáng ra sao thì cũng không tới lượt cố hữu ức hiếp được. Phải biết Chu gia hắc bạch đều chơi cả, cố ra cũng chỉ là tép siêu với họ. Cố hữu sau khi cởi quần không trụ được một phút, đã vậy còn theo đuổi người ta, bị người ta bà tai, hận trong lòng nên dở trò. Giang Hải cười, cô gái kia là ai, các người biết không? Nếu cha cô ta biết thì sẽ thế nào nhỉ? Hay là tôi đăng video lên mạng, để mọi người xem cái thứ vừa nhỏ vừa ngắn của đại thiếu gia họ cố nhỉ? Một phút, cố hiển nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của Giang Hải, mồ hôi lạnh ứa ra cảm thấy không tin được cố hữu lại dám làm ra chuyện như vậy, chọc vào chu ra trừ khi ăn gan hùm mật gấu. Còn nữa, sao đoạn video này lại ở trong tay của tên lái xe này? Cố huyền như, nhất định là con danh con này, nhất định là nó. Cố huyền nhến răng, càng thêm hận cố huyền như. Anh ngồi xổm xuống, để cố hữu xem lại, rồi cất tiếng diễu cợt, nói cho cha anh biết đi, cô gái này là ai? Dám quật soi ra sao? Không thể nào, ngay cả cô ta cũng không biết là ai làm cơm mà cố hữu sợ hãi toàn thân run lẩy bẩy báo cảnh sát đi tôi còn đang chờ cảnh sát đến bắt tôi đây thuận tiện đưa video cho họ giang hải ngông cuồng nói sao không có ý định truy cứu chuyện bị tôi đá vỡ bi nữa à với thân phận địa vị của giang hải không cần phải dùng những chứng cứ này một câu đã đủ làm cố gia điên đảo một câu đã đủ quyết định sống chết của cố hữu một câu đã đủ làm bầu trời của thành phố này thay đổi nhưng một cố gia nhỏ bé giang hải sẽ không dùng quyền áp người vì cố gia không xứng cố hiển vừa tức vừa sợ đến run cả người hậu quả của việc đắt tội chu gia không thể lường được cố hữu gây ra họa lớn một khi cái video này bị tung ra ngoài chu gia sẽ không để yên cho cố hữu ngay cả cố gia cũng sẽ gặp tai họa ngập đầu sợ ném chuột vỡ bình cố hiển không dám làm gì giang hải cố thụy long nhíu mày nhìn vào cái túi sách của cố huyền như một lúc lâu như nhớ ra cái gì vội vội vàng vàng quay trở lại biệt thự các người không muốn truy cứu nhưng tôi lại muốn truy cứu hắn ta nói năng lỗ máng ý đồ bất chính giang hải dẫm một phát lên đùi cố hiếu lập tức vang lên tiếng xương gãy sợn người chân của cố hiếu bị vặn vẹo theo một góc độ quỷ dị tiếng kêu thảm thiết hắn ta đã ngất đi vì quá đau cố huyền tức giận quát dừng lại Giang Hải hừ lạnh, đây là hậu quả của việc dám nhục mạ Huyền Như. Giang Hải kéo hai mẹ con cố Uyển Như rời đi, cố Hiển trầm giọng nói, để điện thoại lại. Ông đây đang cầu xin hay uy hiếp tôi thế? Giang Hải cười rồi quay người bước đi. Bỏ qua những ánh mắt giữ tợn sau lưng, phất phất tay, nhà họ cố tốt nhất đừng làm mấy trò bị ổi sau. Lưng, cố Hiển cắn chặt răng, giống giận gọi người đưa cố Hữu đi bệnh viện. Cố huyền đang định cùng đi tới bệnh viện lại bị Cố Thụy Long gọi lại, bản hợp đồng họ vừa ký xong đang nằm trên mặt bàn. Cố Thụy Long ngồi ngây ngẩn, ông ta đã nhìn ra vấn đề, chúng ta bị lừa rồi. Rất nhiều giao kèo đều được viết ở chỗ mà mọi người không để ý nhất. Cố huyền như đúng là sẽ từ bỏ quyền kế thừa tập đoàn Cố Thị, nhưng tập đoàn Cố Thị phải nuôi cả nhà Cố huyền như cả đời. Bất kể tình hình kinh doanh của tập đoàn Cố Thị như thế nào, mỗi tháng đều phải trợ cấp cho Cố huyền như. Lúc ấy bọn họ đều chằm chằm nhìn vào chỗ quyền kế thừa, ai mà ngờ lại còn một điều kiện như thế này kèm theo. Gì chứ, mỗi tháng 500 triệu, vậy một năm, cố huyền xé nát bản hợp đồng thành một cục, nghiến răng nghiến lợi nói, cố huyền như, mày muốn tiền, không dễ dàng như vậy đâu. Chi trả khoản tiền cố định bất kể tình hình kinh doanh thế nào, cái này so với nhận kế thừa cổ phần còn ác hơn. Thì ra con nhãi đó muốn chúng ta ký tên vì răng sẵn bẫy. Cố Thụy Long cau mày sao trước lúc ký tên các chú không đọc kỹ đều bị đần cả à nhiều người như vậy để một con danh con chơi cho một vố cố hiền tức giận nổi cả gân xanh nghiến răng ken két hợp đồng bị chơi một vố cố hữu cũng bị đánh xem như không tàn cũng phế quan trọng nhất trong tay giang hải còn có chứng cứ bát lợi với cố gia cơn tức này không thể nào nhịn được chứng cứ nhất định phải lấy lại tự dưng bị chỉ trích cố hạo dân vỗ bàn trận mắt nhìn cố hiển sao bọn tôi biết được chuyện hôm nay đều là anh sắp xếp cơ mà mà ngay cả cái tên lái xe kia cũng là anh chọn anh không giải thích sao tài sản kia chia ra không được thiếu phần tôi cố thiết huy hừ lạnh phần của tôi cũng thế cố thụy long vẫn rất bình tĩnh bầu không khí lập tức mang mùi thuốc súng nồng nặc anh em cố ra có thể đồng lòng cũng chỉ có lợi ích cũng vì lợi ích mà trở mặt cố hiển ảo não bây giờ các người lại đổ lỗi cho tôi đều ký tên rồi ai cũng chạy không thoát đâu, chúng ta cùng. Trên một con thuyền, mọi người không thấy lạ sao, có khi con danh kia biết trước nên đã có chuẩn bị. Cố Thụy Long sờ mũi, sao tên lái xe kia lại có mặt. Cố Hiển đã nghĩ đến điểm này, mở to hai mắt, trong mắt lóe lên tia tàn nhẫn, đồ vô ơn. Chính gã lái xe của ông ta đưa ra ý kiến này, cũng chính anh ta làm ông yên tâm. Anh ta lanh lợi, có chút khôn vặt. Ông muốn giữ lại, Thế mà, ông ta ra lệnh đi tìm người lái xe kia, nhưng anh ta đã sớm biến mất không thấy tăm hơi rồi. Sắc mặt cố hạo dân thay đổi liên tục, hôm nay là ngày ký hợp đồng dự án khu công nghiệp với doanh nghiệp. Ở Hàn Quốc, nhưng chuyện này vẫn luôn là cố huyền như phụ trách. Cố huyền tức giận nói, đuổi việc nó đi. Chú hai, chú lập tức về công ty, chuyện này chú sẽ tiếp nhận. Bằng mọi giá, không được để dự án này có vấn đề gì. Lúc này, cố huyền như đưa cố vân lệ về nhà, sau đó cô quay lại công ty thu dọn đồ đạc giang hải đi theo cô dọc đường cố uyển như không nói cô cố bình tĩnh thi thoảng nhìn trộm giang hải trước kia giang hải là lái xe của cô hôm nay lại trở thành chồng của cô đây là người ra sao trước đây giang hải nhìn có vẻ chất phác nhưng hôm nay giang hải lại có chút gian trá còn có chút vô lại vừa nãy cái thái độ như muốn giết người của anh làm cô giật cả mình hợp đồng kia cố uyển như chủ động hỏi Giang Hải giải thích, anh khá thân với lái xe của Cố Huyền. Chapter 4 thư giãn nào? Nhìn căn phòng giám đốc kia, Cố Huyền như nhớ lại hai năm này, từng việc hiện ra rõ ràng. Cô đã theo dự án khu công nghiệp hơn một năm, cuối cùng mới có được thành quả giờ lại đi tay không? Giang Hải hỏi, đây là dự án gì đó mà mọi người bàn trong thời gian qua sao? Cố Huyền như gật đầu, chán nản nói, đúng vậy, dự án lớn trị giá hàng trăm tỷ, đợt vốn đầu đổ vào là con số không nhỏ, Giờ thì tôi và dự án này. Sau khi thu dọn thì Cố Uyển như cùng Giang Hải rời văn phòng. Giang Hải nhìn ra ngoài cửa sổ. Dưới lầu, có một người trung niên bước xuống từ một chiếc xe ngoại nhập sang trọng, đại diện phát ngôn của tập đoàn tài chính lớn của Hàn Quốc, ông Kim Huynh. Những quản lý cấp cao đều ra nghênh đón, cố hạo dân cũng rất nịnh nọt chạy tới. Làm lái xe cho Cố Uyển như một tháng qua, Giang Hải nắm được dự án này vô cùng quan trọng, cố thị muốn nhờ vào dự án này để chờ mình. Giang Hải thầm nói, vậy bắt đầu từ nó vậy. Cố huyền như chịu chèn ép thế nào, Giang Hải anh sẽ đòi lại cho cô. Nghĩ là làm Giang Hải nhanh chóng lấy điện thoại ra. Đầu dây bên kia vô cùng ân cần, đế vương thế giới ngầm. Người của Bạch Gia đã đến thành phố Giang Tư. Giang Hải nhíu mày, không ngờ vừa đuổi một con tép nhỏ đi mà chính chủ đã đến nhanh như vậy. Ân oán năm đó Giang Hải không muốn nhắc tới nữa, Bạch Gia lại muốn dây dưa không rõ, đây là tự tìm chết mà anh trầm giọng hỏi ai đến bạch lý hưng giang hải nghĩ chú bạch đối với bạch gia giang hải chỉ có hận duy chỉ có bạch lý hưng ân tình của ông ta giang hải không dám quên bạch gia để bạch lý hưng đi gặp giang hải cũng rất hợp tình hợp lý dù sao năm đó mẹ con giang hải cùng từng chịu ơn của bạch lý hưng đế vương thế giới ngầm gặp hay không giang hải suy nghĩ rồi nói rõ ràng mọi chuyện cũng tốt dưới lầu, cố hạo dân đã đón Kim Huyên vào cửa, Giang Hải lạnh lùng nói, liên hệ với bên Hàn Quốc đi. Tiếng ồn ào vang lên, Giang Hải quay đầu lại, sắc mặt trở nên âm trầm. Cùng lúc đó, trên một hòn đảo nhỏ giữa đại dương, bãi cát trắng tinh, ánh nắng ấm áp. Một thanh niên đang được nhiều cô em xinh tươi vây quanh. Điện thoại đột nhiên đổ chuông, sắc mặt ông ta thay đổi nhanh chóng. Tiếng chuông đặt riêng cho một người, một người như thần, đồng thời, người này cũng là ma quỷ đẩy mạnh những người phụ nữ kia ra, vội vàng nghe máy, dạ vâng vâng. Tôi nhất định nghe theo, đây là vinh hạnh của tôi. Hồ Ly là người có tiếng nói nhất ở Hàn Quốc, so với đế vương thế giới ngầm, hắn cũng không dám thở mạnh trước mặt đàn em. Trên tầng cao nhất của tập đoàn tài chính ở Hàn, thân thể người thanh niên căng cứng, cúi người kính cẩn, trong điện thoại truyền ra tiếng quát lớn, cho dù ngài ấy muốn con gái của cậu thì cậu cũng phải dùng biểu cảm hưởng thụ nhất để đưa đi. Ông chủ con gái của tôi mới một tuổi khi cố như uyên thu dọn xong muốn rời đi thì bị ngăn lại cố uyển như cô đã bị đuổi việc rồi còn tới đây làm gì nữa lưu tuấn cao giọng nói lưu tuấn chỉ là một nhân viên bình thường lúc trước thấy cố uyển như luôn ra sức nịnh nọt cô vừa thất thế hắn đã đổi giọng tôi đang thu dọn chút đồ cá nhân cố uyển như cũng nhấn mạnh tôi cũng đính chính là tôi không bị đuổi lưu tuấn đưa ra một quyết định có đóng mộc đỏ tươi nhìn đi đây là quyết định đuổi việc đó lưu tuấn lại dùng ánh mắt xâm tà nhìn cố uyển như cố ra lại thông tin rộng rãi chuyện cố uyển như bị đuổi khỏi nhà họ muốn mọi người thấy trước đây cố uyển như là cô chủ còn giờ chả là gì không chỉ như thế chuyện kén rể và gả cho giang hải cũng bị trở thành đề tài bàn tán của mọi người cứ nhận đuổi việc chứ thanh cao cái gì chứ lưu tuấn như quát vào mặt cô Cố huyền như cảm thấy nói chuyện với một người không đầu óc như thế thật mệt, muốn sao cũng được. Định đi ngang qua người Lưu Tuấn, nhưng hắn ta lại bước chặn lại, xem chút cố huyền như đâm sầm vào người hắn. Lưu Tuấn cúi người lại gần cố huyền như, như một kẻ biến thái hít hà hương thơm trên người cô, ồ. Tiểu thư cố có, có mùi hương quyến rũ lắm đây, làm cho tôi không thể cầm lòng nỗi rồi. Nếu là lúc trước, đừng nói Lưu Tuấn mà bất kỳ ai cũng không có lá gan nói như vậy với cô. Nhưng hôm nay, khi biết Cố Uyển Như mất mọi thứ, hắn ta càng không có gì phải rẻ dặt nữa. Hắn ta nhìn từ đầu đến chân của Cố Uyển Như, mang ánh mắt đánh giá như xem món hàng. Cố Uyển Như tức giận, vừa xấu hổ vừa nhục nhã, anh Lưu xin tự trọng. "Ồ, tôi có gì mà không tự trọng?" Lưu Tuấn càng tỏ ra uy quyền, "Tôi nghi ngờ cô trộm tài liệu mật của công ty đi." "Vì sao tôi phải trộm chứ?" Cố Uyên Như kinh ngạc, đưa cái hộp trước ngực cho hắn coi mọi thứ chỉ có trong đây anh không tin cứ xem nếu trộm thì sao có thể đặt nơi dễ thấy trộm nên để nơi người khác không ngờ tới được như là lưu tuấn cố ý nói to đồng thời ánh mắt lướt qua body của cô trên người phụ nữ thiếu gì chỗ giấu muốn biết có hay không thì cứ lục người là biết mà hai bên tranh cãi khiến các đồng nghiệp chú ý hơn mọi người xì xào xem kịch hay nhưng chủ đề chính vẫn là cố uyển như kén rể còn bị đuổi khỏi cố ra không ít người thầm nghĩ Lưu Tuấn thông minh, cách này vừa được chạm vào người cố uyển như một cách minh bạch, còn lục soát chỉ cần nghĩ thôi đều sướng cả người. Có một nam đồng nghiệp lên tiếng, nếu không có tật thì sẽ không giật mình rồi. Cô không cho soát nghĩa là có tật rồi. Thêm một tên hùa theo, có khi như các em gái trong các quán ba kia, nhét mọi thứ vào nội y, nên nhìn có vẻ rất lớn. Người này vừa nói xong tất cả đều cười to, tất cả mọi người đều có chút hả hê dùng ánh mắt dơ bẩn nhìn cố uyển như tôi không lấy là không lấy đừng hiếp người quá đáng cố uyển như tức giận uất ức rơi lệ lưu tuấn tiến lên một bước bàn tay dơ bẩn vươn về phía cố uyển như hôm nay nhất định phải lục soát đấy cố uyển như lùi lại phía sau tay lưu tuấn đang vươn ra thì bị một bàn tay khác nắm chặt lấy sắc mặt giang hải lạnh băng nói cánh tay này nên hủy được rồi lưu tuấn rất hoảng sợ muốn rút tay lại nhưng lại không được. Ngay sau đó phát hiện người ngăn cản mình là Giang Hải, cắn răng nói, tôi cảnh cáo cậu, buông tôi ra. Một tên lái xe quen, làm gì được tôi chứ? Anh thử xem, Giang Hải cười đến đáng sợ, nụ cười ẩn chứa bao nhiêu nguy hiểm, khiến người ta giận tóc gáy. Anh luôn cười như thế, dù là chuyện gì, đối mặt với giết chóc, cá sấu chảy nước mắt, Giang Hải cũng nở nụ cười. Giang Hải rất đau lòng, quả thực khó có thể tưởng tượng nổi mấy năm nay cố uyển như phải chịu bao nhiêu uất ức ngay cả một tên nhãi nhép như lưu tuấn cũng dám bắt nạt cô mày bỏ tao ra lưu tuấn dùng sức muốn rút tay về nhưng kinh ngạc phát hiện tay giang hải cứ như cái kìm giống vậy cổ tay lại còn bị nắm chặt rất đau bọn chó má hai người thông đồng đúng không bảo vệ gọi bảo vệ giác tất cả mọi người nghe được tiếng xương bị gãy vụn tuy âm thanh không lớn nhưng lại rất giận người ngay sau đó, Lưu Tuấn kêu to như heo bị chọc tiết, cánh tay bị bẻ gãy tới mức biến dạng. Nhưng Giang Hải cũng không buông tay, lại vặn một cái nữa, tiếng hét lại tiếp tục vang lên. Giang Hải nói phế bỏ cái tay kia không chỉ là bẻ gãy đơn giản như vậy, mà là phế vĩnh viễn. Những kẻ vừa rồi hùa vào đồng thời nuốt nước bọt, hai chân bùn rủn xém chút nữa ngã xuống đất. Tay của Lưu Tuấn bị tàn phế, nhưng đây không phải điều đáng sợ nhất đấy. Đáng sợ nhất chính là Giang Hải lại dùng một tay bẻ gãy được tay của Lưu Tuấn, chỉ dùng lực có thể phế tay của hắn ta. Nếu như người bị túm lấy là cổ tay của mình, không dám tưởng tượng, bảo vệ mang theo gậy cao su chạy nhanh tới, người đi đầu đe dọa Giang Hải, mau tránh ra, đây là đâu mà dám làm loạn. Nhanh thả giám đốc lưu ra, nếu không tôi sẽ không nể mặt. Giang Hải không thèm liếc mắt, những người này xứng đáng để anh nhìn sao. Giang Hải buông tay ra, lưu tuấn ngã xuống như một đống rác bẩn quay đầu cười ánh mắt dịu dàng sâu lắng nhìn cố uyển như cố uyển như sợ đến run rẩy bàn tay lạnh buốt bị anh cầm chặt chúng ta đi thôi anh sẽ không để cho em phải chịu ấm ức nữa bảo vệ xông tới chỗ giang hải muốn đánh giang hải nhưng chưa kịp đụng tới người giang hải đã nghe tiếng động vang lên bịch bịch rất nhanh tất cả bảo vệ đều bị đánh bay ra ngã trên mặt đất ngất đi trong phòng họp của tập đoàn cố thị, cố hạo dân đang nói chuyện với Kim Huynh, đại diện phát ngôn của tập đoàn tài chính Hàn Quốc. Công trình đã thương lượng xong, tất cả chi tiết đều đã đạt được thống nhất, chỉ còn một bước cuối cùng là ký tên nữa thôi. Kim Huynh mỉm cười đang định ký tên thì điện thoại đổ chuông. Nhìn thấy tên người gọi tới thì khẽ giật mình, lập tức nghe máy. Mặt Kim Huynh vô cùng biểu cảm, ngắn ngủn mười mấy giây đồng hồ mà thay đổi không biết bao nhiêu biểu cảm. Câu quát to điên cuồng trong điện thoại làm ông ta vô cùng sợ hãi, cho dù bắt ông liếm phân, ông cũng phải đi làm bằng vẻ mặt rất hưởng thụ. Nếu không cả nhà ông đều đi chết đi. Để điện thoại xuống, Kim Huynh đứng dậy, lau mồ hôi lạnh trên trán. dự án này tạm thời không thể ký kết được, tôi chỉ ký kết cùng giám đốc cố thôi. Cố Uyển Như, cố hạo dân kinh hãi, lập tức nói tôi là cậu ruột của cố Uyển Như, tôi ký và con bé ký không có gì khác nhau. Anh Kim là khách quý của tập đoàn cố thị chúng tôi, cố huyền như chưa đủ, tư cách ký hợp đồng với anh. Cố hạo dân còn chưa dứt lời, Kim Huynh đã lắc đầu, nếu như bây giờ giám đốc cố không thể ký, tập đoàn cố thị cũng đừng hy vọng gì. Chuẩn bị lâu như vậy, còn thiếu mỗi một bước cuối cùng này nữa thôi, sao cố hạo dân có thể để Kim Huynh rời đi? Nhanh chóng cười mời Kim Huynh ngồi xuống trước, hôm nay chỉ có thể ổn định lại trước. Đã rồi nghĩ cách sau giả vờ nghiêm giọng nói với cô thư ký xinh đẹp của mình, đi mời Cố Uyển Như tới. Chapter 5 quái gỡ. Cô thư ký của Cố Hạo Dân nghe vậy thì ngẩn người, nhất thời không biết phải làm sao nên lên tiếng, nhưng Cố tiểu thư đã bị đuổi rồi cơ mà. Giọng nói nhẹ nhàng có chút nũng nịu, bình thường có thể làm Cố Hạo Dân siêu lòng, nhưng hiện tại ông ta chỉ muốn tát cho cô thư ký ngực to kia một bạt tay, quá ngu xuẩn. Ngày thường cô ta lăn lộn trên giường cũng rất hợp ý ông, hiện tại cô thư ký này ngậm miệng mím môi ấm ức làm người nhìn đáng thương ngay lúc này cố hạo dân lại nghe nhân viên báo giang hải đang hành hung người ông ta không giận mà còn thấy vui giang hải ở đây thì cố uyển như cũng ở đây ông kim tôi sẽ gọi cố uyển như tới gặp anh kim huyên đứng bật dậy không phải để tôi ra mắt cố tiểu thư mới đúng sao kim huyên lại khách sáo như vậy lại còn là bản thân chủ động ra mắt có gì mà ông chưa biết sao suy bụng ta ra bụng người ông ta cho rằng có thể Cố Uyển Như đã trèo lên giường của Kim Huyên thì ông ấy mới nâng đỡ Cố Uyển Như như vậy dự án còn bước ký kết cuối cùng chỉ vì cuộc điện thoại kia mà Kim Huyên lại trở mặt không phải Cố Uyển Như làm thì là ai Cố Hạo Dân thầm mắng chửi Cố Uyển Như nhìn cứ như thanh cao lắm hóa ra toàn là mưu mô xảo trá không biết đã bị bao nhiêu người đàn ông cưới qua mọi người cùng tới nơi xảy ra sự việc khi thấy đám đông túm tụm nhau ồn ào còn có cố uyển nhu đang đứng cùng giang hải bảo vệ nhân viên nằm la liệt trên nền đất có vẻ như xung đột không hề nhẹ giang hải lại bản thân đã quá nhân từ những người này đã làm bao việc xấu chứ anh có giết bọn họ cũng đáng tội khi anh định kéo cố uyển nhu đi mọi người né tránh anh nhìn anh như một hung thần cố hạo dân thấy vậy thì đen mặt cảm thấy tên tài xế này quá ngang ngược nhưng ông ta nén giận vì hiện tại ông cần cố uyển nhu ngoài mặt tươi cười như không có gì trong lòng ông ta đã hận chết hai người này thầm nghĩ chờ xong việc sẽ cho hai người này nếm mùi lễ độ cố uyển như cháu đi đâu thế cố hạo dân tỏ ra là người thân quan tâm cứ như yêu thương cháu gái này lắm không bằng nghĩ kén được con rể tốt cho cố uyển như kén thế nào lại ra con chó cắn càn nhưng chưa ai kịp phản ứng ông kim Huynh đã vội vàng bước tới ông ta là kẻ khôn ngoan nhìn ra giang hải không thích để lộ thân phận thật cũng là người có khí chất khá giống như người kia. Chào cố tiểu thư, giọng nói trịnh trọng, có chút cung kính, ông nhớ những gì xếp đã dặn dò, dù có làm gì cũng phải tỏ thái độ như được hưởng thụ. Kim Huynh dám khẳng định, thân phận của người tên Giang Hải này nhất định không tầm thường. Đợi chút, cố hạo dân ngăn lại, huyền như, cháu vẫn chưa đi được. Nhìn thấy cố hạo dân ngăn cản, cố huyền như vội giải thích là do Lưu Tuấn gây chuyện, Giang Hải anh ấy bảo vệ cháu nên mới. Cố Hạo Dân không hề để tâm những tên tép siêu kia, cái ông quan tâm là dự án kia phải thành công, mà cô Uyên như phải xử lý cho xong việc này. Ông ta tỏ ra bản thân là bề trên đang ra lệnh cho cấp dưới, dự án này luôn gió cháu xử lý, chuyện ký hợp đồng nên cũng là chuyện cháu cần làm. Cố Hạo Dân đã cố ý nhún nhường nhưng bản thân cũng không thể bỏ đi cái giọng điệu sai khiến kia. Trước mắt, trước lừa gạt ký hợp đồng xong đã, sau đó xử lý chúng nó một lúc cũng không muộn. Cố huyền như lịch sự nói với Kim Huyên, ông Kim, tôi rất muốn hợp tác vui vẻ, nhưng... Cố hạo dân vô cùng vui mừng, nhanh chóng nói, ở đây khá lộn xộn, mọi người có thể lên trên phòng được không? Kim Huyên nghi hoặc nói, chuyện này. Cố hạo dân căng thẳng, thầm nghĩ hỏng rồi, cảm thấy hối hận khi bản thân hành động nôn nóng, sao lại đuổi cố huyền như sớm như vậy? Cố huyền như cười khổ, tôi đã không phải là người của tập đoàn cố thị nữa, tôi vừa bị đuổi việc thật sự xin lỗi, ông Kim, tôi không thể đại diện cho tập đoàn cố thị ký hợp đồng với ông được. Kim Huyên biến sắc, bực tức nói cố thị lại đuổi một người xuất sắc như cố tiểu thư đây sao? Tôi nghĩ phía bên tôi cần xem xét lại một lần nữa. Cố hạo dân như ăn phải ruồi bỏ, tức mà không nói được thành lời. Chỉ vì cố huyền như mà từ bỏ hợp tác. Chuyện vớ vẩn này ai tin chứ? Cố hạo dân khẳng định, cố huyền như và Kim Huynh chắc chắn có quan hệ bất chính đuổi việc sao lại có chuyện này cố hạo dân lập tức giả vờ tức giận ai đuổi việc cháu ai to gan vậy quyền như cháu vẫn là tổng giám đốc nghiệp vụ của công ty cậu chưa nói gì thì làm sao có thể có chuyện đuổi việc quyết định đuổi việc có dấu mộc đỏ trói trên mặt đất kia còn ướt mực mà ông ta lại nói trắng thành đen cố hạo dân nở nụ cười thân thiết nhất hòa ái nhất quyền như không nên nghe linh tinh chúng ta là người thân là người một nhà mà sự nỗ lực của cháu ai cũng thấy, sắp tới mọi người sẽ để bà cháu lên chức phó chủ tịch, là người nắm quyền điều hành. Mọi người cũng thống nhất, chỉ cần hợp đồng thành công, cháu sẽ được vào thẳng ban chủ tịch. Giang Hải nhịn không được nhếch môi cười, người nhà họ cố đúng là thích dùng chiêu này thật. Kim Huyên lặng lẽ nhìn Giang Hải, ý muốn nịnh bợ, nhưng chỉ tiếc là Giang Hải vẫn im lặng. Nịnh nọt cũng không dễ dàng gì, muốn nịnh thì phải nịnh sao cho đối phương hài lòng, không thể quả lộ liễu không ngờ ngài Giang cũng ở đây. Kim Huyên tiến lên chào hỏi Giang Hải như vô cùng quen biết. Giang Hải nhếch miệng cười, có thể làm đại diện công ty tài chính lớn bậc nhất Hàn Quốc, thật sự rất giỏi nha. Huyên đây sao, không ngờ ông lại đến thành phố Giang Tư. Một người biết điều như vậy, Giang Hải cũng không để ông ta diễn kịch một mình. Tất cả mọi người đều sững sờ. Tập đoàn cố thị thì ra sức nịnh bợ không hết, luôn muốn vị khách quý kia ký kết dự án, mà giang hải lại xưng hô trực tiếp tên huyên không hề có kính ngữ giang hải sao cậu lại không có phép lịch sự như thế cố hạo dân nhíu mày ông kim là khách quý của tập đoàn cố thị xin lỗi ông kim ngay sao tôi dám để ngài giang đây làm chuyện đó biểu cảm của kim huyên khi bị gọi tên tục vẫn rất hưởng thụ cứ như giang hải là đang khen ông ta vậy cố hạo dân ngây ngần cảm thấy xấu hổ bản thân đang định răn gian dậy giang hải một phen đành phải nuốt xuống Cố huyền như khó hiểu hỏi, ông Kim quen với Giang Hải sao? Đây cũng là nghi vấn của cố hạo dân. À, ông Kim nhất thời cũng không biết phải giải thích thế nào cho đúng, lung túng nhìn Giang Hải. Giang Hải thấy rõ sự bối rối kia, đây là chuyện không phải ai cũng biết. Giang Hải ra vẻ thần bí, cười vô cùng gian xảo, rồi khẽ nhếch miệng cười, tôi từng giúp ông Huynh đây có con nối dòng. Ông ấy từng được tôi giới thiệu một người bạn chữ hiếm muộn. Cố Hạo dân giật giật khóe môi, giới thiệu bạn, nói cứ như thật ấy nhỉ, chém gió gì thế, lừa ai vậy chứ, một tên lái xe hèn mọn, quen được thế nào với bác sĩ giỏi. Vô cùng khó tin, đây là nói dóc thì đúng hơn, Cố Huyền Như không dám tin nhìn Giang Hải, cảm giác như anh ta đang đùa giỡn mới đúng. Kim Huyên vẫn chưa nói gì, vẫn nở một nụ cười rất cung kính. Biểu cảm ấy, rất là hưởng thụ. Nếu như đây là thật, Kim Huyên cũng không cảm thấy bị sỉ nhục ngược lại còn cảm thấy vinh dự nữa là đằng khác. Mặc dù cũng không hiểu nhiều về Giang Hải, nhưng một người có thể làm cho ông chủ của mình kính sợ có thể đơn giản được sao? Tất cả mọi người có mặt đều vô cùng khó hiểu, nhưng với biểu cảm của Kim Huynh, mọi người đều có một loại cảm giác, việc này là thật. Bị người ta nói chuyện không sinh được con phải nhờ tới bác sĩ, lẽ ra những thứ này không nên công khai mới đúng chứ? Bị công khai vẫn vui vẻ thế kia sao? Lại còn hưởng thụ, Cố hạo dân tưởng tượng nhiều sự kiện trong đầu, cảm thấy mọi thứ rất kỳ quái, nhưng không thể lý giải được. Cố huyền như mỉm cười nói với Kim Huynh, ông Kim, tôi đã không còn là người của tập đoàn Cố Thị nữa, thậm chí còn không phải là người của Cố Gia. Hợp đồng này tôi không làm gì được, đồng thời, tôi không được chào đón ở đây. Đợi chút, Cố hạo dân vội và ngăn cô lại, để Cố huyền như đi thì dự án chắc chắn sẽ thất bại. Không có thời gian để suy nghĩ nhiều, Cố Hạo Dân vội nói, Uyển Như, dù gì cố ra cũng giúp cháu, không thể nói đi là đi, có đi cũng phải xong dự án này. Cháu cứ ký kết thực hiện dự án này đi, dự án này không chỉ do cháu phụ trách mà còn chia phần trăm hoa hồng cho cháu nữa. Tập đoàn Cố Thị là tâm huyết cả đời của ông ngoại cháu. Cố Hạo Dân là người từng trải, biết rõ lúc nào nên ra vẻ đáng thương. Chuyện ông ta nói có mấy phần tin được, chỉ có chuyện này là tin được, đúng là tâm huyết của Cố Tùng cháu cố huyền như thở dài. Giang Hải âm thầm lắc đầu, vợ anh quá lương thiện, biết rõ bị lợi dụng là chuyện không nên, nhưng vẫn đâm đầu. Giang Hải kéo cố uyển như ra sau mình, rồi bước lên trước cố hạo dân, tôi nhớ giữa cố gia và uyển như cũng có một bản hợp đồng đấy. Vừa nói xong, mặt mò của cố hạo dân đỏ lên vì giận. Mỗi tháng chu cấp 500 triệu, cố huyền như lại tự mình điều hành một công ty riêng. Hai việc này làm cố hạo dân tức đến nghiến răng nghiến lợi, chapter 6 hạ mình nhờ vả. Khi nào chuyển tiền, công ty lúc nào mới bàn giao. Khi cố hạo dân còn chưa biết phải làm gì thì Giang Hải đã kéo cố uyên như rời đi. Giang Hải không cần nghe ông ta nói. Gì? Ông Kim, cố hạo dân nhìn ông Kim Huyên với hy vọng ông ta thay đổi ý định. Kim Huyên lạnh lùng nói, dự án này ngoài cố tiểu thư, tôi không ký với ai cả. Nói xong, Kim Huyên cũng quay người rời đi. Cố hạo dân vô cùng lo lắng, chân chó chạy theo cười nói thuyết phục, nhưng thái độ Kim Huyên vô cùng dứt khoát. Cố Hạo Dân thông báo những chuyện xảy ra trong công ty cho mấy người Cố Hiển, Cố Hiển khi nghe thấy Cố Hiếu bị đá nát bi thì vô cùng tức giận, lại nghe Cố Hạo Dân báo thì như tìm được chỗ chút giận. Cố Hạo Dân cũng không phải kẻ ăn chay ngồi không, không ngại đáp lại bằng những lời lẽ gay gắt nhất. Mắng mệt mỏi, hai người hẹn nhau hôm khác lại chửi tiếp. Cố Hiếu bị đánh tàn phế, Giang Hải đại náo tập đoàn Cố Thị, làm mất dự án khu công nghiệp anh em nhà họ cố quả thực hối hận đứt ruột chọn đi chọn lại sao lại chọn giang hải này chứ rất nhanh người cố ra lại tụ họp để bàn bạc cố thiết huy vắt chân nói với giọng điệu vô cùng khó chịu đây là lúc quan trọng dự án này đang ở giai đoạn vô cùng quan trọng với chúng ta nếu dự án không ký kết thì cần lời giải thích đấy cố thiết huy muốn cố hạo dân chịu trách nhiệm muốn trách cố hạo dân tức giận uyển như theo dự án này từ đầu liên quan gì đến tôi? Ai cảm thấy được thì tự đi mà ký. Cố hiển nhíu chặt mày, người lái xe kia quen Kim Huyên như thế nào? Kim Huyên hiếm muộn được anh ta giới thiệu bác sĩ. Cố hạo dân cũng không tin những gì mình nói, nhưng lúc ấy biểu cảm hưởng thụ của Kim Huyên quá rõ. Điên rồi, điều đó mà cũng nói được sao? Cố hạo dân cũng nói, tôi cũng không muốn tin, nhưng Kim Huyên không phủ nhận, còn rất thoải mái nữa, kỳ quái thực sự. Trong cố gia, Cố Thụy Long thâm độc trầm ổn nhất, cũng xem như ra cát lượng của cố gia. Cố Thụy Long điềm tĩnh hỏi, dự án kia còn muốn hay không? Đương nhiên cần rồi. Nếu như dự án này lọt vào trong tay con bé thì mặt mũi của mấy người chúng ta biết để ở đâu. Cố Hạo Dân bực bội nói. Cố Thụy Long nói, huyền như ra sao mọi người không rõ sao. Thì sao chứ, có rất nhiều cách để nuốt dự án này. Cố Thiết Huy cười nhạo. Ai dám, Cố Huyền hung hăng nói, cố thiết huy gõ gõ bàn đừng cãi làm sao lấy lại dự án chứ cố thụy long cười nhạt điểm yếu của huyền như là gì không phải là mẹ nó sao dự án tới tay thì tên kia tùy chúng ta xử lý ai sẽ đi không ai muốn đi cả vô cùng mất mặt hạ mình nhờ và cố vân lệ cả tên con rể kia sao họ quen ra lệnh áp đặt làm gì có chuyện nhờ vả chứ có lẽ huyền như cũng đợi chúng ta cố thụy long nhìn về phía cố hạo dân nở nụ cười vô cùng bí hiểm giang hải về nhà với cố uyển như đây rõ ràng là một căn nhà rách nát đúng nghĩa một phòng ngủ một phòng khách vô cùng nhỏ bé không có đồ đạc gì đáng giá cố vân lệ và lôi nhân hào ngủ trong phòng ngủ lớn phòng khách xem như phòng ngủ của cố uyển như bàn ăn nhỏ trong góc phòng bếp và nhà vệ sinh cũng rất chật hẹp nhìn thấy cố vân lệ giang hải chào hỏi cố vân lệ hơi khó xử bà về phòng đóng cửa lại mẹ tôi hơi không thích người lạ. Cố huyền Như giải thích. Giang Hải gật đầu, cũng hiểu tính cách của Cố Vân Lệ. Quá mức nhu nhược, cho nên mới bị người cố ra chèn ép. Năm đó, Cố Tùng đã hứa hôn Cố Vân Lệ với một người, tới gần ngày cưới Cố Vân Lệ lại đòi hủy hôn, nặng nặc muốn gả cho lôi nhân hào. Cố Tùng tức giận đuổi con gái ra khỏi nhà, đoạn tuyệt quan hệ. Cho đến khi có Cố huyền Như mới hòa hoãn lại, nhưng ông vẫn rất lạnh nhạt với Cố Vân Lệ mặc dù ông tỏ ra rất yêu thích cố uyển như nhưng đối với cố tùng mà nói cố uyển như chỉ là có giá trị lợi dụng mà thôi năm năm trước cố uyển như bị bắt cóc không ai đưa tiền chuộc sau khi gặp những biến cố này cố vân lệ biến thành một người phụ nữ trầm mặc ít nói lúc nào cũng ru rú ở nhà đưa giang hải vào phòng mình cố uyển như rất ngại ngùng cứ như cô đang ở nhà người khác vậy giang hải nhìn trái rồi lại nhìn phải nở nụ cười tươi anh ngồi xuống trước đi Cố Uyển Như chỉ vào chiếc ghế duy nhất trong phòng. Giang Hải ngồi xuống, ánh mắt nhìn vào vết sẹo trên tay Cố Uyển Như. Anh, anh, trước đây Cố Uyển Như đều gọi thẳng tên, hôm nay anh lại là chồng mình, nên xưng hô như thế này làm cô cảm thấy rất mất tự nhiên. Mới đầu cô còn nghĩ Giang Hải là người của Cố Hiển. Nhưng sau đó Giang Hải lại đối đầu với Cố Hiển, vì bảo vệ cô mà đánh Cố Hiếu, vì bảo vệ cô lại đại náo tập đoàn Cố Thị. Giờ phút này, Cố Uyển Như thấy phức tạp, nếu đã rời khỏi cố gia, cố huyền như sẽ tự do, hoàn toàn có thể phân rõ giới hạn với Giang Hải. Nhưng Giang Hải lại đối đầu với cố gia, cố huyền như muốn làm rõ mối quan hệ với Giang Hải. Cố gia sẽ không tha cho anh, đợi qua một thời gian anh hãy rời khỏi thành phố Giang Tư đi. Cố huyền như khéo léo nói. Sao thế, cố huyền như đỏ mặt, chú ý tới ánh mắt thanh tịnh của Giang Hải, lúc này mới nhẹ nhàng thở phào. Anh không đi, Giang Hải nói, vì sao em không nhận dự án kia? Anh có thể giúp? Không có gì để làm dự án cả, tôi làm thế nào? Cố huyền như cảm kích ý tốt của Giang Hải, anh không hiểu, không đơn giản như vậy đâu. Giang Hải lại nở nụ cười, anh nói được là được. Giang Hải dịu dàng nói, có vẻ rất chân thật đáng tin. Nhìn Giang Hải như vậy, cố huyền như thất thần. Đây là lái xe, Giang Hải như một con người hoàn toàn khác, cô không thể nhận ra nổi nhưng may mà có anh nếu không thì cô cũng không dám tưởng tượng sẽ có chuyện gì xảy ra chúng ta cố uyển như muốn nói lại thôi đang do dự thì bị tiếng gõ cửa rồn rập làm gián đoạn ra khỏi phòng cố vân lệ và cố uyển như thấy bất ngờ nhà cố uyển như thuộc dạng nghèo ngay cả hàng xóm cũng chế diếu làm gì có ai thèm tới mở cửa ra không hề ngoài dự đoán của giang hải cố hạo dân cười lấy lòng đang đứng ở ngoài cửa trong tay còn cầm không ít đồ em gái, anh đến thăm em rể. Cố vân lệ thấy khó hiểu, nhiều năm như vậy, lôi nhân hào luôn bị cho là đồ vô dụng, chưa từng có ai đến nhà thăm. Cố hạo dân dơ dơ mấy thứ đổ bổ trong tay ra nói, con bé Uyển như quên đi lấy thuốc rồi cho em rể nên anh mang tới đây. Tất cả mọi người đứng ở cửa, cố hạo dân gượng cười, em gái, không mời anh vào sao. Cố vân lệ cũng thật sự mời ông ta vào, cố Uyển như muốn vạch trần vở kịch của cố hạo dân, nhưng khi nhìn thấy mẹ thì lại mềm lòng nhiều năm qua mẹ chưa từng cảm nhận tình cảm từ cố gia cố huyền như biết cố vân lệ luôn muốn quay về cố gia không phải là vì tiền mà là vì tình thân dù họ rất khốn nạn giờ phút này cố vân lệ khóc nấc cho dù cố hạo dân giả vờ đối với cố vân lệ cũng đủ cố hạo dân giả vờ nhiệt tình lâu quá không gặp cả nhà chúng ta lát nữa cũng vui vẻ nói chuyện cũ cố hạo dân quá mức nhiệt tình cứ như thật sự quan tâm thường xuyên tới lui thăm hỏi ông ta luôn để phòng nhìn Giang Hải một cái, trong mắt ông ta Giang Hải chính là con chó biết cắn người. Căn nhà vô cùng chật hẹp, cố hạo dân để những đồ mình mang đến lên bàn ăn, không quên nhấn mạnh. Đây đều là đồ loại một, từ nước ngoài đem về. Còn có đồ bổ, là hàng organic, cực tốt cho sức khỏe. Sức khỏe của em dễ cần phải ăn nhiều đồ tốt để bồi bổ sức khỏe. Nói xong, cố hạo dân lại muốn đi vào trong buồng, gọi em dễ ơi em dễ à rất thân thiết. Giang Hải cười nhạt, một lên đứng chặn trước người cố hạo dân, có gì thì ông cứ nói thẳng đi, đừng dài dòng. Nói xong thì ông có thể đi, ở đây không chào đón ông. Cố hạo dân đơ người, dần trở nên lạnh lùng, mày là cái thá gì, tự coi mình là người cố ra sao. Giang Hải tiến về phía trước một bước, nhếch môi cười. Mày, mày muốn làm gì? Cố hạo dân lo sợ lui về phía sau. Ông ta vội nắm tay cố vân lệ, em gái, anh biết em cũng không đồng ý chuyện hôn sự của hai đứa hay là vậy đi lập tức đuổi con chó điên này đi anh nhất định sẽ tìm một người tốt cho uyển như cố vân lệ khẽ run lên toàn thân cứng đờ trước đây cũng không dám mong mỏi xa vời đời này còn có thể thân mật với anh ruột như thế này nếp nhăn trên mặt cũng giãn ra không ít cố vân lệ nhìn về phía cố uyển như dường như bà đã bị thuyết phục gả cho ai là cháu tự nguyện không cần ai quyết định thay đâu cậu cô còn cố tình nhấn mạnh giống như đang nghiến răng lại nói vậy. Cố Huyền Như rất thông minh, đương nhiên cô biết Cố Hạo Dân đang muốn làm gì. Người ép cô kén rể chính là bọn họ, hôm nay muốn đuổi Giang Hải đi cũng lại là bọn họ. Cô đã hiểu quá rõ cố ra, vì lợi ích thì chuyện dơ bẩn gì họ cũng làm ra được. Chapter 7 Bạch Gia Đại Thụ Cậu đến chắc có việc, cứ nói thẳng. Cố Uyển Như nói, Giang Hải nói rất đúng, nhà của chúng cháu không chào đón cậu. Huyền Như, không được nói chuyện với cậu như vậy. Giọng của cố vân lệ cũng run lên, bản thân nhu như còn kéo theo con gái. Cố huyền như giữ chặt tay cố vân lệ, mẹ, mẹ thật sự tin cậu ấy đến đây thăm chúng ta. Là ai luôn miệng mắng cha vô dụng. Họ ép con ở rể, là anh ruột mẹ đó. Hôm nay ông ta đến đây, chỉ là vì dự án khu kia thôi. Bọn họ là vì tiền, vì tiền họ bất chấp. Cố hạo dân mặt đỏ bừng vì bị vạch trần, sắc mặt rất khó coi em gái dạy con quá tốt rồi nó còn dám nói như thế tập đoàn cố thị đang gặp khó khăn uyển như là người nhà cố ra lại giúp người ngoài làm mất đi dự án lớn em gái à nếu cha biết sẽ tức chết mất cố vân lệ kinh ngạc nhẹ giọng nói uyển như chúng ta là người một nhà sao con lại làm việc này giang hải rất bất ngờ không thể hiểu nổi cố vân lệ nhiều năm qua cố ra đối xử với bà tệ như vậy mà bây giờ bà vẫn tin bọn họ là một đứa con bị đuổi ra khỏi nhà, mà trong chuyện tình cảm gia đình Cố Vân Lệ lại hèn mọn đến không có giới hạn. Con không làm gì cả, Cố Uyển Như nói. Uyển Như, tập đoàn Cố Thị là ông ngoại cháu gây dựng lên, cháu có thể trơ mắt nhìn nó bị hủy diệt. Cố Hạo Dân nghẹn ngào nói. Bệnh của cha còn có tập đoàn. Giang Hải không ông ta khóc lóc giả mù sa mưa, anh cười nhạo, đã đến nhờ và thì phải có thành ý. Chẳng lẽ ông muốn dùng mấy thứ rách nát này để đổi lại dự án kia? đi nhờ vả thì phải có dáng vẻ của người đang cần cầu cạnh. Cố hạo dân hừ lạnh, ở đây đâu đến lượt mày nói chuyện. Cố ra bọn ta không tới lượt mày nhúng tay. Sứt lời lại quay sang nói với cố vân lệ, em xem, nó là một đứa ở rể, người ngoài, làm sao mà có thể xen vào. Đợi cha khỏi bệnh, biết em làm vì công ty làm nhiều như vậy, nhất định sẽ hồi tâm chuyển ý đón em về lại cố ra. Thật ra những năm nay, người mà cha hay nhắc tới nhất là em đó em là đứa con gái duy nhất đôi mắt của cố vân lệ sáng lên cả gương mặt cũng sáng bừng lên thật sao cố vân lệ dưng dưng hỏi cố hạo dân gật đầu cố vân lệ bị thuyết phục giang hải thầm thở dài tiến lên một bước rồi nở nụ cười ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo uyển như đã không còn bất cứ quan hệ nào với cố gia các người cũng chỉ vì mục đích thôi lúc đuổi uyển như ra khỏi cố gia có từng nhớ tới thân tình không cố hạo dân lảo đảo hai bước suýt nữa té ngã toàn thân run lên. Biểu cảm Giang Hải, ông ta đã thấy qua hai lần rồi. Mỗi lần có biểu cảm biến thái thế này chắc chắn sẽ đánh người, hơn nữa sẽ đánh thành tàn phế. Cố hạo dân cho rằng Giang Hải có vấn đề, nhân cách phân liệt, lại còn đánh đấm rất khá nữa. Giang Hải diếu cợt, bao nhiêu năm qua, có lẽ đây là lần đầu tiên ông bước vào cái cánh cửa này đúng không? Ông nhìn khẩu hình của tôi cho rõ này. Cút! Cố hạo dân lại một lần nữa cảm nhận được sát khí phát ra từ trên người Giang Hải khiến ông ta sợ hãi, nội tâm phát lạnh. Vân lệ, lúc này, trong buồng vang lên một tiếng gọi suy yếu, bảo anh ta đi đi. Em rể, cố hạo dân dướn cổ lên, anh đến thăm chú đây, còn mang theo thuốc nữa. Giang Hải cầm những đồ kia ném ra ngoài, đẩy luôn ông ta ra ngoài, cửa cũ nát bị đóng dầm lại như muốn rơi ra. Cố hạo dân đen mặt, gắt gao nắm chặt nắm đấm, cắn răng nói nhỏ, chết tiệt, mày cứ chờ đấy, tất cả chúng mày sẽ phải lại lục cầu xin tao. Trong phòng, cố vân lệ ôm mặt khóc xong, ngồi bệt xuống. Đối với bà, khoảnh khắc cánh cửa kia đóng lại, cũng là lúc vĩnh viễn đoạn tuyệt huyết thống thân tình cùng cố ra. Mẹ, cố huyền như đau lòng ôm lấy bà. Vân lệ, bà vào đây chút, lôi nhân hào dịu dàng nói. Cố vân lệ đẩy ra con gái, đi vào buồng trong đóng cửa lại. Giang Hải gượng cười, Uyển Như, anh cũng không muốn mẹ, chỉ có điều cố hạo dân. Tôi hiểu, Cố Huyền Như gật đầu như vừa nhớ ra gì đó, anh vừa gọi mẹ tôi là gì cơ? Mẹ? Sao thế? Giang Hải vô tội. Cố Huyền Như đỏ bừng lên, làm Giang Hải ngây người. Cố Huyền Như cúi đầu nói khẽ, về sau không cần gọi thế. Anh là người đàn ông của em, Giang Hải nói, cứ làm như đi ở rể rất đáng để kiêu ngạo vậy. Đã bảo là không cần mà. Cố Huyền Như cau mày xấu hổ, chạy nhanh vào phòng đóng cửa lại, bỏ lại một mình Giang Hải ở bên ngoài. Nhìn cửa phòng đóng chặt, Giang Hải khó hiểu, đúng là kiểu mình thích. Nhớ lại 5 năm trước trên chiếc thuyền chở người đi nhập cư trái phép kia, Giang Hải lại chìm vào ký ức. Bất kể cố uyển như như thế nào, Giang Hải đều thích. Điện thoại rung lên, Giang Hải quay về lại hiện thực, ánh mắt nhìn điện thoại trở nên phức tạp. Giang Hải xuống lầu, trời dần tối, một người thanh niên áo trắng mỉm cười nhìn Giang Hải, rất dễ làm người khác chú ý. Chú Bạch đâu?" Giang Hải rất lạnh nhạt, ánh mắt như tùy ý liếc nhìn qua một góc khuất, chỗ đó có một bóng người. "Bây giờ đi ở rể rồi nên không thèm nhận anh em tốt nữa rồi hả?" Người thanh niên đứng ở trước mặt Giang Hải. "Con người luôn thay đổi mà." Giang Hải chậm rãi đi về phía trước. Người thanh niên cũng sánh vai với anh, có nhiều thứ vĩnh viễn không thay đổi được, ví dụ như huyết thống. Huyết thống đáng xấu hổ giang hải cắn răng nói người thanh niên lắc đầu ánh mắt nhìn về phía chiếc xe hơi màu đen nhưng người có nghề đều biết chiếc xe này không hề đơn giản chú bạch đang đợi cậu giang hải dừng lại nở nụ cười quay đầu nhìn vào góc khuất khi nãy anh vừa nhìn giúp tôi chăm sóc con của tôi thật tốt nhé dù sao cũng vất vả vợ cậu mới có thai được khốn nạn cậu vẫn liêm sỉ như vậy người thanh niên kia lại không hề tức giận không phải cầu quỳ xin tôi sao giờ lại không nhận giang hải cười rất tươi nói như thật cậu quay lại bạch gia thì tôi nhận thôi người thanh niên áo trắng thản nhiên nghe bạch gia giang hải trở nên lạnh lùng bước nhanh về phía chiếc xe màu đen kia người thanh niên áo trắng dừng lại hít sâu một hơi năm năm đủ để thay đổi mọi thứ giờ tôi không thể ngang hàng với cậu lại lắc đầu tự nhủ thành phố giang tư không ai bằng được sợ là bạch gia khó với tới nếu không thì sao lại chạy tới cầu xin cậu chứ Giang Hải vẫn luôn bị một người nhìn chằm chằm. Khi anh lên xe, bóng người trong góc tối kia mới nhanh chóng rời đi. Giang Hải cũng không quan tâm cố ra không có tư cách chịu được nước mắt của anh. Trước mặt thực lực tuyệt đối, hết thảy âm mưu quỷ kế cũng chỉ là một câu chuyện cười. Chưa đến một phút đồng hồ, ảnh chụp của Giang Hải và người thanh niên áo trắng đã được gửi cho cố hạo dân, còn có nội dung nói chuyện của hai người. Biểu cảm của cố hạo dân rất khó tin, xin, xin con, giang hải này chẳng lẽ thích giúp người ta chữa hiếm muộn giang hải không chỉ giúp tới bên hàn mà còn người trong nước nữa mấy người cố ra cảm thấy vô cùng khó tin trên chiếc xe màu đen ánh mắt anh nhìn bạch lý hưng có chút phức tạp chú bạch năm năm rồi cháu cũng về rồi bạch lý hưng thở dài ông ấy đang chờ cháu trở về đấy ông ta giang hải cười nhạo ông ta ước gì tôi nhanh chóng đi chết đi mới đúng nhưng ông ta thất vọng rồi tôi vẫn đang sống rất tốt, ai chết trước còn chưa biết đâu. Đừng tuyệt tình như vậy, dù sao ông ấy cũng là cha ruột của cháu, dù sao thì trên người của cháu đều mang huyết thống bạch ra. Bạch Lý Hưng ho nhẹ vài tiếng, đây là sự thật không thể thay đổi. Giang Hải giọng nói cũng trở nên sắc bén hơn, tôi tuyệt tình. Sợ rằng tôi tàn nhẫn thua bạch ra bọn họ, sự thật, hay lắm. Vậy nói cho tôi biết, năm đó mẹ tôi sắp chuyển giả, lúc tôi cần họ, họ làm gì? năm đó mẹ giang hải là giang hà và bạch hùng chính là bạch đại thiếu gia yêu nhau nhưng bạch hùng vì lợi ích của gia tộc đã cưới một cô gái khác giang hà không trách bạch hùng dù không có thân phận cũng muốn ở cạnh bạch hùng biết mình mang thai vẫn sinh giang hải ra giang hải không có cha giang hà sợ ảnh hưởng đến tiền đồ của bạch hùng không dám nói với bất kỳ ai thân phận của giang hải vác chiếc bụng bầu lớn đi gặp bạch hùng bạch hùng không gặp bà còn cho người nhắn lại với bà từ giờ hai người sẽ đoạn tuyệt quan hệ. Giang Hà được tin sốc quá dẫn đến sinh non, vì không có ai chăm sóc nên cũng rất yếu ớt, từ đó trở đi phải thuốc thang liên miên. Năm Giang Hải 9 tuổi, Giang Gia gặp chuyện, Giang Hà lại mang theo Giang Hải đến. Đối với Bạch Hùng cứu Giang Gia chỉ là chuyện tiện tay mà thôi, nhưng Bạch Hùng không cứu, còn cho người đuổi hai mẹ con Giang Hà đi. Giang Gia ở thành phố Giang Tư bị lật đổ trong vòng một đêm, Giang Hà đau lòng nên nhảy biển tự vẫn. Năm năm trước, Giang Hải hai bàn tay trắng bị bắt cóc, bị đưa lên chiếc thuyền nhập cư trái phép kia. Bạch Gia không phải muốn Giang Hải vĩnh viễn rời đi xa, mà là muốn anh chết ở nơi đại dương minh mông ấy. Chưa từng trải qua những đau đớn người khác phải chịu thì đừng mở lời khuyên người ta phải làm thế nọ làm thế kia. Giang Hải cười, chú Bạch, chuyện năm năm trước là ai ra tay, chú nghĩ với thân phận bây giờ của tôi không điều tra ra được à. Không phải ông ấy, Bạch Lý Hưng chậm rãi lắc đầu. Đúng vậy, không phải ông ta, nhưng là ông ta ngầm đồng ý đấy. Giang Hải cười càng nguy hiểm hơn, ngầm đồng ý cho thằng con trai cương sống trong an nhàn sung sướng kia diệt cỏ tận gốc, sợ đứa con hoang tranh giành tài sản bạch ra với nó chứ gì. Bây giờ cháu đã là đế vương thế giới ngầm, người có thể một tay che trời, bạch ra không thể uy hiếp được cháu nữa rồi. Bạch Lý Hương nhìn thẳng vào mắt Giang Hải, Hải, mẹ mà còn sống, bà ấy sẽ lựa chọn như thế nào? Đừng nhắc đến mẹ tôi, Sóng giang hải tức giận, ngọn lửa thù hận đang dần bốc lên, từng hàng gân xanh nổi lên trên trán, cho đến tận lúc chết bà ấy đều nhớ mong ông ta. Nếu không phải vì mẹ, chú nghĩ Bạch Gia còn có thể tồn tại như ngày hôm nay sao? Nếu không phải vì mẹ, tôi sẽ khiến Bạch Gia máu chảy thành sông. Tuyệt tự tuyệt tôn. Giang Hải cười đến đau lòng, lại mang hơi thở nguy hiểm. Cho dù Bạch Lý Hưng đã nhìn quen sóng to gió lớn, vẫn bị sắc mặt của anh làm cho hoảng sợ. Ông ấy hiểu rõ, nỗi hận trong lòng Giang Hải lớn đến nhường nào. Ông cũng biết, Giang Hải có thực lực này. Chú Bạch, năm đó chỉ có chú giúp đỡ hai mẹ con tôi, phần ân tình này tôi sẽ ghi nhớ mãi. Giang Hải mở cửa xe, cuộc nói chuyện kết thúc ở đây. Nhưng ân tình của chú không liên quan gì đến nhà họ Bạch. Nhà họ Bạch, tôi không chủ động ra tay đã đủ nhân từ với bọn họ rồi. Chapter 8 Ngại ngùng. Hải, Bạch Lý Hưng cũng không nói thành lời ông hiểu dù có nói gì cũng làm giang hải càng tức giận lần này để giang hải nhớ ân tình năm đó đã là rất tốt rồi ít nhất có thể giúp bạch gia không bị gặp tai họa ngập đầu giang hải xuống xe cười lạnh năm đó bạch gia làm gì giờ tham lam muốn dựa vào quyền thế tiền tài của tôi đúng ghê tởm chậm rãi rời đi bỏ lại một câu bạch gia chó nhiều nên quản cho tốt đừng xuất hiện ở trước mặt tôi không thì tôi thấy người nào sẽ giết người đó ai dám không tin lời đế vương thế giới ngầm bạch lý hưng hiểu những lời này không phải chỉ là nói đùa có lẽ giang hải đang đợi đợi thời cơ để ra tay với bạch gia bạch lý hưng bất lực chỉ mong bạch gia bên kia không làm gì nữa nếu không bạch gia e rằng người thanh niên áo trắng dựa vào thân cây châm hút thuốc giang hải đi qua người thanh niên áo trắng lạnh nhạt nói mọi chuyện đều là do lan nhã cắt một tay dựng nên bạch hùng cũng không biết nhiều Giang Hải dừng bước chân lại, nắm chặt hai nắm đấm kịch liệt run rẩy. Lan Nhã Cát, năm đó Bạch Hùng vì bỏ hai mẹ con Giang Hà để lấy bà ta. Nghĩ tới càng làm ngọn lửa hận thù giấy lên. Ngô gia của thành phố Giang Tư, sao lại làm chó thế kia? Giang Hải không quay đầu lại. Ngô mẫn cười trừ, chó thì sao? Người sống như chó, chó lại sống như người. Sống mà, chó hay người cũng cần ăn, cần sống, cần sinh tồn. Nên làm chó cho bạch ra. Giang Hải cất bước đi về phía trước, từ giờ ngô ra làm người đi, đứng hai chân làm người. Ngô Mẫn bất ngờ, trong nội tâm nhanh chóng cân nhắc lợi và hại, được và mất có điều kiện. 9 triệu Khi Giang Hải gặp khó khăn nhất, Ngô Mẫn đã đưa anh 9 triệu, có ân có tình, đó là vô giá. Nhưng thù thì cần báo. Nghe nói Hoàng Kim giáp lân thuộc ngô ra, để tôi sầm sao. Cố vân lệ nấu cơm xong, cả nhà ngồi vây quanh trước bàn ăn, món ăn sơ sài. Cố Vân Lệ ngồi ở một bên khác thu dọn lại đống đổ bổ mà Cố Hạo Dân mang đến. Những thứ này từng bị Giang Hải ném đi, trứng gà bị vỡ dính bẩn hết. Đây là túng quấn. Nếu nó về cần nói rõ ràng một chút, lôi nhân hào nói. Giang Hải không nói gì đã đi, không ai biết Giang Hải đi đâu. Cố Vân Lệ không nói gì, Cố Uyển như nói, hôm nay anh ta đánh Cố Hữu Thành như vậy, cậu sẽ không bỏ qua cho anh ta. Lúc Giang Hải đã đi ra ngoài, trong lòng Cố Uyển như rất mâu thuẫn, giang hải đi rồi hôn nhân sẽ không tồn tại nữa nhưng cố gia có bỏ qua cho giang hải không cố huyền như vô cùng lo lắng vậy nó ở đây thì an toàn lôi nhân hào thở dài cha đúng là vô dụng nếu không hai mẹ con cũng không bị chèn ép cha cố vân lệ cầm chặt tay lôi nhân hào không do tôi nợ ông hạnh phúc cả đời của huyền như không thể bị hủy hoại lôi nhân hào tự trách tôi già rồi sẽ chết đừng vì tôi nữa giang hải trở về nha đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy lôi nhân hào ông rất gầy chỉ thấy cặp kính nổi bật so với thân người khí chất tao nhã vô cùng tốt không giống bị bệnh cố huyền như nâng chén cơm lên tất cả mọi người yên lặng ăn cơm giang hải nói cha con có quen một bác sĩ rất giàu kinh nghiệm có thể trị bệnh của cha tất cả mọi người nhìn về phía giang hải bầu không khí như cứng lại thật sao lôi nhân hào bị bệnh nửa đời người Sớm sẽ không còn hy vọng. Nhưng Giang Hải nói rất chắc chắn, ông cũng không hề chú ý đến cách xưng hô của Giang Hải. Giang Hải gật gật đầu, cha chỉ bị thương nặng ở phần kinh mạch, điều dưỡng khí huyết như thế nào thì cũng chỉ có thể cải thiện chứ không thể khỏi hẳn, chỉ có chữa trị kinh mạch mới khỏi được. Kinh mạch là thứ huyền diệu rất khó giải thích, tuy Giang Hải nhìn ra, nhưng Giang Hải lại không thể điều trị được, cần cao thủ giỏi hơn. Cậu cũng biết về y thuật sao? Giang Hải nói chính xác bệnh lôi nhân hào làm ông tin tưởng hơn, vui mừng muốn khóc. Ông đã nằm không trên giường hơn 10 năm, sự bất lực, đau khổ mấy ai hiểu. Giang Hải lắc đầu, con không rõ, nhưng có thể mời người hiểu rõ. Thật sao, hai mắt cố Uyển như sáng lên. Giang Hải gật đầu, rồi gắp hết đồ căn còn lại trên bàn vào trong chén, cứ như thể mấy ngày chưa được ăn cơm. Mọi người cùng ngồi quanh bàn ăn nhỏ làm Giang Hải cảm nhận được sự ấm áp của gia đình lúc sau lôi nhân hào thở dài không quá tin giang hải được quan trọng là ông không muốn cố uyển như chịu thiệt thòi nữa dù sao già rồi cũng không hy vọng nhiều đêm đã khuya cố uyển như trải một cái thảm mỏng xuống nền bệnh của cha tôi có thể trị hết sao cố uyển như nhìn giang hải giang hải nói anh thề là được thật sao cố uyển như không thể tin được dù chỉ có một tia hy vọng cô cũng muốn thử cố uyển như cũng biết cái giá cô phải trả là gì thiếu nợ giang hải cô phải dùng cái gì để trả cô đều hiểu thật giọng của cố uyển như nhỏ như mũi anh ngủ trên giường đi như vậy có chật quá không giang hải trà sát tay giang hải muốn nói cho cô biết mình là ai giang hải đã mong nhớ cô suốt 5 năm quá anh nghĩ gì đo tôi ngủ trên mặt đất cố uyển như ngại ngùng cô căng thẳng nhìn giang hải cố uyên như đang cố gắng bình tĩnh bản thân cô cảm thấy nếu cô bị ép thì phải làm sao dù gì giang hải đánh đấm tốt vậy thì anh sẽ không ép em anh sẽ chờ tới ngày em chấp nhận anh giang hải nhìn cố uyển như rồi gãi đầu cố uyển như nằm xuống giường sau khi nghe tiếng hít thở đều đều của giang hải cố uyển như quay lưng lại với anh nằm mà không ngủ được cố uyển như mới lấy hết can đảm quay người lại cố gắng không phát ra tiếng động nào cô nhìn giang hải chắc chắn anh đã ngủ say cô mới thả lòng chờ cố uyển như ngủ say Giang Hải mới mở mắt ra, mỉm cười. Cố huyền như ôm chặt chăn, nằm sát vào góc tường. Thấy dáng vẻ kia, anh thấy đau lòng. Ban đêm yên tĩnh, nhưng lại có người không ngủ được. Biệt thự cố ra giờ phút này là nơi tập trung anh em cố ra. Xin con, lại là hiếm muộn, xin con. Sắc mặt cố huyền vô cùng xấu, mấy người không có con đều bị cái tên điên này gặp được là sao? Cố hạo dân cắn răng, chắc chắn 100%. Cố Thiết Huy cười nhạo, không đáng tin, anh ta là cái gì chứ? Những cái này không quan trọng, Cố Thụy Long nói, muốn có được dự án khu phải động não rồi đây. Tôi đã tới nhà, nhưng họ lại không biết điều, Cố Hạo Dân rất tức giận, trước mặt Cố Vân Lệ ông ta đã bao giờ bị nhục nhã như thế này cơ chứ? Kẻ bệnh tật lôi nhân hào còn đuổi mình đi, một đứa đến ở rể, có gì mà dám ngang ngược chứ? Chú ba, cố gia bị con bé chết tiệt kia dẫm đạp, chẳng lẽ còn muốn đi cầu xin nó. Cố hữu xem như bị hủy rồi, chú nói xem, thu này phải làm sao bây giờ. Cố Thụy Long lắc đầu, có nhân tất có quả, cố hữu đến lúc phải gặp báo ứng không trách ai được. Cố Hiển khẽ nói, tôi đã chuẩn bị, tên danh kia chuẩn bị làm thái giám đi. Gạch nối dài gạch nối. Hôm sau, Cố Huyền như thức dậy, hốt hoảng ôm lấy chăn, anh, anh làm gì đấy? Giang Hải dậy từ sớm, đã gấp gọn tấm thảm mỏng lại rồi, đang ngồi ở bên cạnh Cố Uyển Như. Năm năm tương tư, có nhìn như thế nào cũng thấy không đủ. Không làm gì cả, Giang Hải lại nhìn về phía vết sẹo trên tay Cố Uyển Như. Giang Hải có muốn cũng chẳng làm gì được, thấy mọi thứ không có gì bất ổn, Cố Uyển Như thở phào, nhìn mắt Giang Hải, cô đỏ mặt lên, anh nhìn vết sẹo làm gì? Đẹp, Giang Hải nói thật lòng, từng nét trên người Cố Uyển Như đều vô cùng quyến rũ, với anh, em thật đẹp. Đối với Giang Hải, 5 năm qua, nếu không có vết sẹo này, Giang Hải cũng không tìm được Cố Uyển Như. Mặt Cố Uyển Như lại đỏ bừng lên, cô khẽ nói, dẻo miệng. Không có cô gái nào lại không thích được khen, ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng Cố Uyển Như vẫn thấy rất ngọt ngào. Giang Hải ăn sáng rất ngon lành, cảm giác giống như gia đình. Anh ăn như quỷ đói, nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ đồ ăn trong đĩa, như chưa thỏa mãn. Cha mẹ, chúng ta đi xem nhà nhé. Giang Hải đặt bát đũa xuống. Xem nhà, cố huyền như khó hiểu nhìn Giang Hải. Giang Hải giải thích, muốn chữa khỏi bệnh của cha, phải điều dưỡng tốt thân thể, ở đây không được. Chúng ta làm gì có tiền mua nhà, cố huyền như thở dài. Dù nhiều năm làm việc cho tập đoàn cố thị, nhưng bị chèn ép kiếm không được nhiều lắm, nhưng ít nhất vẫn có thể đủ nuôi sống cả nhà, tiền thuốc men lại có cố ra lo liệu. Nay đã mất việc cũng mất cả trợ cấp, cô cũng đang hoang mang không biết tiếp theo phải làm thế nào tuy có hợp đồng kia, nhưng có thể lấy được tiền hay không, nếu được thì có thể lấy được bao nhiêu cũng không thể nói trước được, bọn người cố ra rất ghê gớm. Anh nháy mắt ra hiệu với Cố Uyển Như, lúc em rời khỏi tập đoàn Cố Thị không phải được một khoản tiền thưởng sao? Anh thấy cũng đủ tiền cọc rồi. Tiền thưởng, làm gì có tiền thưởng gì? Cố Vân Lệ và Lôi Nhân Hào đều ngơ ngác không dám tin. Những kẻ ích kỷ, keo kiệt như Cố Gia kia mà lại cho Cố Uyển Như tiền thưởng. Khó tin. Ánh mắt Cố Vân Lệ nhìn Cố Uyển như hy vọng, có thể cảm giác được, Cố Vân Lệ vô cùng hy vọng có thể cải thiện cuộc sống. Sống trong căn này nửa đời người, bà thật sự không cam lòng. Cố Uyển như thầm thở dài trong lòng, dùng tiền của Giang Hải mua nhà, không biết lúc nào mới có thể trả hết. Nhưng đối diện với ánh mắt chờ mong của Cố Vân Lệ, Cố Uyển như lại không đành lòng nói ra. Có đủ không? Cố Uyển như trột giả cúi đầu ăn cơm, muốn Uyển chuyển cự tuyệt mấy năm nay anh cũng để dành được một chút tiền, đã đủ rồi. Giang Hải nở một cụ cười tự tin nói. Cố vân lệ lông mày giãn ra, trong nháy mắt thấy được hy vọng cải thiện cuộc sống. Ăn cơm xong, cố huyền NSU kéo Giang Hải sang một bên chất vấn, anh định làm gì thế? Chapter 9 Nhã Hoàng đắt giá. Giang Hải thả lỏng, sức khỏe của cha cần được điều dưỡng, nếu như không ở nơi tốt hơn thì khó có thể điều dưỡng được. Hơn nữa, mẹ cũng rất vui còn gì, Cố huyền như hừ một cái, anh tính toán gì đó đừng cho rằng tôi không biết. Còn nữa, cha mẹ không phải để anh gọi. Cố huyền như cho rằng Giang Hải đang cố ý để cô mắc nợ anh, mang ơn anh, rồi sẽ không dứt anh được. Giang Hải cười, anh biết những năm qua cố huyền như đã chịu khổ, anh chỉ đơn giản muốn cô sống tốt hơn mà thôi. Nhưng mà Giang Hải cũng không giải thích, thời gian có thể chứng minh. Nhưng mà có lẽ đây cũng là cách anh ở lại. Lôi Nhân Hào vì quá yếu chỉ có thể di chuyển bằng xe lăn, mọi thứ đều được anh thu xếp ổn thỏa. Hoàng Kim Giáp Lân chính là nơi xa hoa quyền thế bậc nhất của thành phố Giang Tư. Từ vị trí địa lý đắc địa, đến những công trình phụ, dịch vụ, y tế, giáo dục đều vô cùng tốt. Giang Hải hài lòng nhất với việc chỉ cần dọn vào là ở được, không cần mất nhiều thời gian sửa sang hay làm gì cả. Giang Hải tự tay đẩy Lôi Nhân Hào trực tiếp vào nơi trưng bày. Ngay khi đó một cô gái dáng vẻ lịch sự, nhưng vẻ mặt lại không quá tình nguyện tới chào hỏi đám người giang hải. Cô ta qua loa như nhiệm vụ, hoàn nghênh các vị khách quý đến Hoàng Kim Giáp Lân, đây là khu vực vô cùng đáng giá, mỗi mét vuông đều có giá hơn 100 triệu. Khu biệt thự nhã hoàng cũng đã hơn 300 triệu, các vị tham khảo giá, nếu vẫn muốn mua tôi sẽ giới thiệu chi tiết. Nếu nghe qua thì vẫn đúng quy tắc tôn trọng khách hàng, nhưng giọng điệu kia ẩn chứa chút cao ngạo ẩn ý như muốn nói đây là khu vực cho người giàu, người không có điều kiện đừng nên đến đây. Cố Vân Lệ sững sờ, nhìn xung quanh, đây là khu biệt thự vô cùng tốt, khác xa khu luxury của Cố gia. Đương nhiên, giá tiền cũng cách xa rồi. Lôi Nhân Hào nhìn Giang Hải, quá đắt quá. Sắc mặt của Cố Uyển như không ổn lắm, cô lo sợ nếu mua biệt thự ở đây thì có lẽ sẽ nợ Giang Hải hơn nữa. Cuống hồ, Cố Uyển như cho rằng với cái giá kia Giang Hải không thể mua nổi đến đây có vẻ là đang tự vả mặt mình rồi. Giang Hải vừa nhìn cô Uyên như muốn cô yên tâm, vừa chỉ vào mô hình biệt thự xa hoa nhất khu vực, mẹ xem thích căn nào thì cứ chọn là được rồi. Nữ nhân viên thấy vậy thì tỏ vẻ khinh thường, mọi người suy nghĩ cho kỹ, tiền cọc ít nhất là 30% giá trị biệt thự, do có vay thì tài sản cũng phải có giá trị tương ứng với căn biệt thự này. Vậy chỉ cần 10 tỷ, Giang Hải như có vẻ suy ngẫm, chỉ có hơn 300 mét vuông thì tôi cảm thấy chưa đủ rộng rãi nữ nhân viên có cảm giác vô cùng khó chịu cô ta từng gặp qua nhiều vị khách vờ như giàu có nhưng chưa từng thấy ai chém gió được như thế này cô ta thầm nghĩ anh chỉ muốn làm màu cho có mọi người tự xem có gì thì gội tôi nữ nhân viên nhìn thấy một vị khách sang trọng đang bước vào thì ngay lập tức chạy ra đón mặc kệ đám người giang hải chỗ này quá lớn cũng quá khả năng của chúng ta rồi cố huyền như định đẩy lôi nhân hào đi ra ngoài bản thân cô tự thấy mình chưa đủ khả năng làm sao mà mua chứ? Nhìn mô hình kia đồ sộ là thế, gái trị thật vô cùng lớn. Nơi đây rất tốt, từ vị trí đến không khí, chút tiền đó có là gì, điều dưỡng cho cha vẫn tốt hơn. Giang Hải nói với Cố Vân Lệ, chỉ vào một căn biệt thự lớn nhất, mẹ xem mẹ thấy căn nào ổn thì cứ lựa đi. Trên lầu, Ngô Mẫn nhìn Giang Hải rồi dặn dò giám đốc tiêu thụ bên cạnh, ghi nhớ những gì tôi dặn dò. Xin chào, mọi người cần tôi giúp gì không? một người đàn ông đứng tuổi, âu phục rất đẹp, khí khái lịch sự nhìn Giang Hải, rồi lại nhìn về phía tầng 2. Giang Hải nhìn theo, anh biết Ngô Mẫn đang ở tầng A Hi, có lẽ đã có quyết định rồi. Giang Hải chỉ vào Nhã Hoàng, tôi muốn biết giá của căn này. Người đàn ông kia lấy cớ đang khuyến mãi nên giá thấp, chỉ cần cọc 500 triệu có thể dọn và rồi. Cố huyền như không dám tin, gì mà từ 10 tỷ chỉ cọc 500 triệu, chuyện này lừa người sao? nhưng chưa nói đến chuyện này, có 500 triệu, cũng không phải số tiền nhỏ, còn có tiền trả sau này thì sao? Chẳng lẽ Giang Hải có tiền? Giang Hải nói nhỏ với cô, không nên làm cha mẹ hy vọng rồi dập tắt chứ. Cố huyền như cho rằng nếu cứ mua căn nhà này thì cả đời này cô không biết phải trả Giang Hải thế nào. 500 triệu, cố vân lệ lo lắng, quay sang nhìn cố huyền như với ánh mắt đầy mong chờ, đủ tiền không con, Cố huyền như nhìn thấy ánh mắt kia thì ý định từ chối cũng biến mất. Lúc này, cô không muốn mẹ phải thất vọng, cố vân lệ đã vô cùng khổ cực, làm sao có thể để mẹ cô lại thêm đau lòng. Cô quyết định trong lòng rồi gật đầu, mẹ đừng lo, con lo được. Lôi nhân hào nhìn ra, ánh mắt ông nhìn kỹ hơn Giang Hải như suy nghĩ gì đó. Giang Hải lấy thẻ đen, trên thẻ có in hình hoa văn tráng lệ, trông rất uy nghiêm. Thẻ này đã đạt cấp độ cao nhất, mà toàn bộ thành phố Giang Tư cũng không nhiều người biết. Một lúc sau thẻ được trả lại cho Giang Hải, anh lại đưa cho Cố Uyển Như, rồi nói tiền phải do vợ quản. Mật khẩu của thẻ là sinh nhật em. Cố Uyển Như bất ngờ mở to mắt, sắc mặt hơi đỏ, trước ánh mắt của cha mẹ đành cất thẻ đi. Cố Uyển Như tự nhủ nếu Giang Hải mà cầm thẻ cha mẹ sẽ sinh nghi, nên vì cha mẹ cô sẽ tạm cầm thẻ. Người đàn ông trung niên cung kính cúi đầu chúc mừng gia đình đã đặt vọc được nhã hoàng. Ngay sau đó, Cố Vân Lệ thấy hợp đồng mua bán giày cộm được đặt trước mặt, đây chính là sản nghiệp hơn 10 tỷ, con số mà cả đời này bà cũng không dám nghĩ tới. Cô nhân viên lúc nãy ở cách đó không xa, chỉ biết nhìn mà tiếc nuối, trời đất quay cuồng. Kia là nhã hoàng đấy, phần trăm của nó là cao nhất. Vậy mà mua nhanh vậy. Người đàn ông trung niên còn nói, quý khách hàng còn có cơ hội rút thăm chúng thưởng, không biết ai là người thực hiện. Còn có thưởng, cố vân lệ vui mừng. Cố Vân Lệ luôn ít nói, nay lại trở nên vui vẻ hơn làm cho Giang Hải cũng cảm thấy ấm áp. Đúng vậy, hiện tại giải đặc biệt chưa ai rút được cả, quà tặng toàn là đồ giá trị cao. Khách mua những căn biệt thự bình thường chỉ có thể rút thưởng một lần, nhưng vì các vị mua nhã hoàng nên sẽ rút thưởng hai lần. Tôi cũng ưu tiên cho mọi người rút thêm một lần là ba lần, nếu có bạn bè muốn mua biệt thự thì giới thiệu nhé. Ông ta rất biết ứng xử, tìm một cái cớ vô cùng hợp lý nhưng lại làm cố vân lệ vui vẻ không chút nghi ngờ. Cố vân lệ sinh ra trong gia đình thượng lưu, còn chuyện gì chưa gặp qua. Nhưng nhiều năm bị hoàn cảnh đánh tơi tả, bà chỉ còn quanh quẩn trong góc nhà, biến thành người ham lợi nhỏ. Người đàn ông kia dẫn mọi người vào phòng rút thưởng, tất nhiên việc này chỉ vì làm cố vân lệ vui, nên sao có thể công khai được. Một cái hộp bốc thăm đặt trên bàn, Giang Hải muốn vỗ chán, mọi thứ cứ như vừa mới xong, không có chút thuyết phục cố vân lệ như là đang đối mặt với chuyện gì đó vô cùng căng thẳng bà nhìn cố uyển như muốn cô rút thăm nhưng cô lại lắc đầu cố vân lệ lại nhìn lôi nhân hào nhưng ông ta đang nhìn giang hải với ánh mắt phức tạp giang hải mỉm cười nhìn ông xem ra bị nhìn thấu anh đang suy nghĩ tìm lý do thuyết phục để giải thích cùng lôi nhân hào lúc này cố vân lệ rút lá thăm tay run run như đang phải đứng trước lựa chọn gì đó lớn lao nhưng biểu cảm sau đó của Cố Vân Lệ lại là ảo não, thất vọng, phiếu trắng. Giang nhìn ông ta, sao lại phiếu trắng? Chẳng phải ông ta nhìn tờ giấy trắng kia, biểu cảm quá mức kích động, vẻ mặt vô cùng thuyết phục, run rẩy nói: "Ôi, may mắn tới vậy sao? Giải đặc biệt, đây là giải đặc biệt." "Hả? Cố Vân Lệ không dám tin, tuy bà chưa nhìn rõ lá thăm kia có gì, nhưng rõ ràng không phải giải đặc biệt." Ông ta đọc to, giảm giá 90% giá trị nhã hoàng, tất cả chi phí khác đều được miễn phí 100%. Giang Hải nhịn cười muốn nội thương, chuyện này so với việc tặng có gì khác nhau đâu. Bản thân Cố Uyển như cũng vô cũng bất ngờ. Giang Hải nhìn cô vợ ngốc của mình, thầm nghĩ cô còn khôn tỉnh táo bằng cha của cô. Đồng thời, Giang Hải tán thưởng người đàn ông kia, khả năng lật xuôi lật ngược, cùng biểu cảm kia vô cùng thuyết phục, sao ông ta không làm diễn viên nhỉ? Bỗng nhiên người đàn ông mở lời một cách nghiêm túc, có thể cho tôi xin lại bản hợp đồng vừa rồi không? Cố vân lệ vừa đang vui mừng thì bị dập tắt, cảm xúc mất mát, chẳng lẽ ông muốn hủy hợp đồng, vì giải thưởng lớn nên không muốn trao? Giang Hải cười hiền, cảm thấy cố vân lệ luôn hiền lành nhẫn nhịn lại có lúc tức giận. Ông ta vội vàng cười lấy lòng, hiểu lầm, hiểu lầm, tôi chỉ muốn sửa lại vài điều trong hợp đồng kia, vì trong đó giá căn biệt thự là 10 tỷ cơ mà chỉ riêng thuế phí đã hơn vài trăm triệu rồi. Cố vân lệ như chút được gánh nặng, ông nên nói sớm chút thì tốt rồi. Ông ta mang hợp đồng đi, một lát sau lại đem ra những phần thăm khác. Cố vân lệ cũng không còn hồi hộp như lúc đầu, cứ thế rút. Biểu cảm của người đàn ông trung niên rất tốt, nhất là biểu cảm vừa bất ngờ vừa mừng rỡ vì khách của mình chúng lớn, nếu không biết đều nghĩ ông ta thật lòng vui mừng. Khi biết phần thưởng tờ thăm đầu, cố vân lệ hòa khóc tất cả nội thất đều được miễn phí lựa chọn, tất cả, là tất cả dù là đồ điện hay gia dụng cũng được chọn. Trời à, lại còn là miễn phí. Giải thưởng hứ hai là một chiếc ô tô, cố vân lệ nâng như tờ giấy viết phần thưởng kia như con của mình, kích động không nói thành lời. Quả trứng thứ ba, thẻ mua sắm trong khu thương mại lớn nhất với trị giá hơn 200 triệu đồng thời hạn là 3 ngày. Cố vân lệ hơi không vui vì thời hạn quá ít, làm sao 3 ngày dùng hết 200 triệu chứ? Thật sự quá mức rồi. Lúc này Cố Uyển Như thật sự choáng váng, không thể tin được. Giang Hải chỉ định dỗ cho Cố Vân Lệ vui vẻ mà thôi, không ngờ lại lừa được cả Cố Uyển Như. Đúng là phụ nữ a, à, đứng bên cạnh Giang Hải, đôi mắt ươn ướt, ướt như sắp khóc, nhìn mẹ vui vẻ như thế kia, nói nhỏ với Giang Hải cảm ơn anh. Từ trước tới giờ cô chưa từng thấy Cố Vân Lệ vui như vậy, cảm giác như mọi cực khổ kia đều không là gì nữa. Người một nhà, đừng cảm ơn. Huống hồ em là vợ của tôi. Giang Hải cười dịu dàng nói. Chapter 10 chỉ là chiếc xe thôi mà. Cố huyền như bị ánh mắt thâm tình kia nhìn tới đỏ mặt. Cô cũng từng tưởng tượng ra bạch mã hoàng tử của bản thân. Chỉ cần yêu nhau, yêu nhau, không cần giàu sang phú quý. Cùng cô yêu thương chăm sóc cha mẹ là đủ. Cố huyền như cảm nhận Giang Hải thật giống lôi nhân hào. Đều có điểm quan tâm chăm sóc và che chở cho gia đình. Cố huyền như không dám nhìn thẳng Giang Hải. Cha có thể khỏi bệnh sao? anh không lừa em, chắc chắn sẽ không bao giờ lừa gạt em. Giang Hải Thành thật nói. Cố vân lệ vô cùng sung sướng, kích động vô cùng, hôm nay bà may mắn, vô cùng may mắn. Ngay cả lôi nhân hào nhìn thấu mọi chuyện cũng suýt nữa không cầm được nước mắt. Bao nhiêu năm qua ông chưa từng thấy cố vân lệ vui vẻ như vậy. Giang Hải hỏi người đàn ông trung niên, ngô mẫn đâu? Ông ta rất cung kính, làm động tác như muốn dẫn đường, mời ngài lên tầng trên. Giang Hải nhìn Cố Uyển Như rồi nói, cha mẹ vui quá nên có lẽ quên rồi, còn vài chuyện cần mọi người làm đó. Còn phải chọn nội thất, đồ gia dụng, à thẻ kia cũng chỉ có hạn 3 ngày thôi. Cố Vân Lệ nhanh chóng đòi nhận giải ngay, nhiều năm bị cố ra nói ngọt chứ chẳng có gì cả, hiện tại chỉ muốn vật cầm chắc trong tay mới đáng tin. Giang Hải thì đi tới văn phòng ngô mẫn, rồi ngồi xuống ghế một cách tùy ý. Ngô mẫn nở nụ cười, Giang Hải thở dài, Quan hệ này cứ như chủ tớ, không hề kéo gần khoảng cách. Nhiều năm qua, chính địa vị xã hội là thứ ngăn cách họ, sự vô tư lúc bé cùng nhau chơi chung không còn nữa rồi. Giang Hải nói, trong xã hội cá lớn nuốt cá bé. Gặp mặt thì phải cung kính, kẻ dưới cung kính kẻ trên, kẻ trên cung kính kẻ trên nữa. Chẳng lẽ chúng ta không thể là ngoại lệ? Giang Hải nhìn Ngô Mẫn, chỉ muốn làm bạn, ngang hàng nhau. Ngô Mẫn lại nói, không khác được, muốn thì sao chứ? bản thân cũng không thể làm theo ý mình. Vì những thứ mình quan tâm, không muốn cũng phải cúi đầu. Rời bỏ bạch ra, đầu quân cho đế vương thế giới ngầm, ngô gia càng phải hiểu rõ vị trí của bản thân. Chấp nhận số phận, Giang Hải cũng không nhiều lời, dù gì ai cũng có cái lý riêng, hà cớ phải buộc nhau. Cậu sắp xếp rất chu đáo, tôi cảm ơn cậu. Rồi cũng sẽ lộ thôi, ngô mẫn cho rằng dù làm thật đến thế nào, tặng không nhiều như vậy, kẻ ngốc cũng sẽ nghi ngờ không quan trọng, Giang Hải cảm thấy ngô mẫn như người xa lạ, không còn là ngô thiếu ra từng giúp đỡ Giang Hải khi xưa. Ai cũng sẽ có gánh nặng, sẽ có trách nhiệm khi gánh vác họ đánh mất bản thân. Ngô mẫn là con trai duy nhất ngô gia, anh ta cũng là thân bất do kỳ. Nghĩ đến bản thân, Giang Hải cũng cảm thấy bản thân đúng là cũng như ngô mẫn. Lúc mới vào thế giới ngầm, Giang Hải cứ như một giá mại dâm, có gì khác biệt. Chỉ cần trả tiền là thoải mái sờ mó chỉ cần có đủ tiền là sẵn sàng ngủ với bất kỳ ai giang hải bán mình một cách triệt để không hề có chút tôn nghiêm ngô mẫn cẩn thận hỏi đế vương thế giới ngầm rốt cuộc như thế nào ngô mẫn chỉ hiểu khi nghe tới đế vương thế giới ngầm bạch ra vô cùng sợ hãi kính nể nhưng thân phận đó thế nào thì ngô mẫn không biết gì cả hoặc ngô gia chưa đủ tư cách biết chọn đứng về phía giang hải chính là đang đặt cược cược mọi thứ của ngô gia cho nên ngô mẫn không thể không cẩn thận. Biết quá nhiều cũng là chuyện không hề tốt, Giang Hải cười nói. Đi đến bản đồ thành phố Giang Tư, anh vẽ một vòng tròn, ngô ra mua mảnh đất phía tây này. Phía tây, ngô mẫn khó hiểu, Giang Hải vẽ vòng tròn lớn, diện tích hơn ngoài ớt nửa thành phố Giang Tư. Phía tây là khu vực đồi núi, phía đông mới là quy hoạch trung tâm thành phố Giang Tư. Giang Hải nhấn mạnh, đây sẽ là trung tâm thành phố Giang Tư trong tương lai cậu hoài nghi lời tôi sao? Nếu là người khác nói như vậy thì ngô mẫn có cười cho qua, nhưng Giang Hải nói thì anh ta phải tin, ngốc cũng biết bạch ra là gia tộc lớn cỡ nào còn phải e ngại Giang Hải, lý gì lại không tin anh nói chứ? Quá rộng, tôi có thể sao? Ngô mẫn nói rất nhỏ. Mua được bao nhiêu cứ mua, khó khăn gì có người khác xử lý. Giang Hải đi ra ngoài, cố thị cũng sẽ chen vào một chân. Dừng bước, à đúng rồi, biệt thự chỉ cần hai gian phòng ngủ, Ngô mẫn sững sờ dù giang hải đã đi ra ngoài anh ta cũng chưa thể hồi thần lại được Ngô mẫn như bị đặt vào canh bạc khác dốc hết tài sản cũng khó mà mua được một nửa vùng kia thật khó khăn nha đi ra khỏi văn phòng cố huyền như ngồi chờ trong lòng cô hơi rối rắm không biết phải cư xử với giang hải thế nào cha mẹ đâu rồi giang hải dịu dàng hỏi đi mua sắm ở trung tâm thương mại rồi cố huyền như lung túng trả lời Cố vân lệ suốt nhiều năm tăng tiện tiết kiệm như thế, giờ phải tiêu hết 200 triệu trong 3 ngày thì thật sự rất khó. Nhưng không sao cả, cố vân lệ có cơ hội được tiêu tiền như nước rồi, nên bà sẽ không lãng phí dù chỉ một đồng. Đây là quà tặng nha, không tiêu rất phí, mấy khi có dịp. Nhìn cố huyền như đang xấu hổ khó xử, Giang Hải càng dịu dàng, thử xem xe nhé. Cố huyền như biết rõ Giang Hải sắp xếp, cô cũng không muốn đi, tôi không thể trả nổi tiền xe, cái gì của anh đều là của em giang hải tuyên bố bá đạo nắm tay cố uyển như giang hải đang vô cùng mặt dày chỉ vì muốn kéo dần khoảng cách với cố uyển như phải thật mặt dày nha cố uyển như giật mình muốn rút tay lại nhưng không được giang hải nắm chặt tay cô không muốn buông dù chỉ một phút xe taxi dừng lại trước một showroom xe giang hải hỏi hãng này nhé cố uyển như còn đang lung túng vì bị nắm tay chưa thể định thần được tay của anh rất ấm ngoại trừ nắm tay cô thì giang hải cũng không làm gì quá đáng cô có cảm giác rất lạ trái tim cô loạn nhịp sao có thể thế được chẳng lẽ là bởi vì giang hải mua một căn biệt thự lại rồi lại mua xe cố huyền như không phải người ham vật chất đến nơi khác đi giang hải nói với lái xe người lái xe nhìn rõ mọi chuyện đây là nơi thứ bao nhiêu ông cũng không đếm nổi nữa quá nhiều khu vực này chủ yếu chỉ có showroom xe bao nhiêu loại đắt đỏ đều ở đây Người đàn ông chiều chuộng, cô gái thì thờ ơ. Cô gái, bạn trai cô thật tốt, đúng là có phúc. Lái xe cảm khái. Cố Huyền Như đỏ mặt nhìn Giang Hải, hay là thôi đừng mua xe nữa. Giang Hải lại không để ý tới, dịu dàng hỏi, hãng này nhé. Bác tài, đi tiếp. Hãng này. Đi tiếp. Đi nhiều vòng, biết Giang Hải là nhất định muốn mua. Cố Huyền Như nói rất nhỏ, vậy thì ở đây đi, đừng quá đắt là được. Trước kia em đâu có thế này đâu." Giang Hải nhìn Cố Uyển Như, đây là lần đầu tiên anh thấy Cố Uyển Như ngượng ngùng như thế này. Thanh toán tiền xe xong, Giang Hải kéo Cố Uyển Như xuống xe. Lái xe chép miệng chật lưỡi, sao mình lại không gặp được đứa con rể tốt như vậy chứ? Đi vào showroom, một cô nhân viên niềm nở ra đón, "Chào anh chị, anh chị muốn tôi tư vấn về mẫu xe nào ạ?" À? "Tôi là giám đốc tiêu thụ ở đây." giang hải nhìn cố uyển như nói em thích kiểu nào cứ chọn là được giang hải không quan tâm giá tiền đừng nói một chiếc xe mua cả một công ty sản xuất xe cũng không quá chỉ cần cố uyển như vui chuyện gì anh cũng nguyện ý cố uyển như vẫn chỉ cúi thấp đầu giám đốc tiêu thụ nhìn bên ngoài showroom rồi hỏi anh chị là đi gì tới ạ à? đi taxi có gì sao giang hải khó hiểu hỏi lại vậy còn xe của anh chị cô ta hỏi tiếp không có giang hải thuận miệng đáp giang hải nhìn cố uyển như đang ngẩn người không biết cô nghĩ gì em không thích sao vị giám đốc tiêu thụ kia thay đổi thái độ ngay lập tức sau đó như qua loa gương mặt tươi cười của cô giám đốc tiêu thụ lập tức cứng lại lắc người đi rồi bỏ lại một câu linh kha cô phụ trách đi sau đó cô ta lẩm bẩm đồ nghèo hèn giang hải vô cùng nhạy bén lập tức nghe thấy dù cô ta nói khá nhỏ anh cũng hiểu tại sao cô ta lại hỏi hai câu vừa rồi cũng không phải không có người một bước lên trời mua xe sang trọng, chỉ là hiếm thôi. Nên người ăn mặc tuềnh toàn như Giang Hải sao có thể mua nổi. Việc hỏi han kia cũng là đoán xem Giang Hải thuộc tầng lớp nào, xác định anh không có tiềm năng thì vứt cho người mới. Một cô gái hơi tròn một chút, đeo kính, gương mặt khả ái cười hiền, xin chào, rất vui khi quý khách ghé bó, đây là chiếc Cayenne, nếu thích có thể lái thử. Cô giám đốc tiêu thụ khi nghe được thì quay lại lạnh lùng nói, linh kha lái thử xe cho tầng lớp nào chứ coi chừng bẩn xe bó cố uyển như nhận ra showroom này thuộc hàng thượng lưu rồi cô lúng túng kéo giang hải quá đắt hay đi nơi khác giang hải nhìn ra cố uyển thích chiếc này thực sự ai chả thích vật xa xỉ một chút chỉ là mỗi người đều có giới hạn có sẵn không giang hải hỏi linh kha rất khó xử nhìn giám đốc tiêu thụ rồi mới thận trọng trả lời có một chiếc thuộc dòng cao cấp nhất được làm thủ tục đi, ghi tên của cô ấy. Tôi thanh toán, Giang Hải lấy ra một tấm thẻ vip màu vàng khác, nhìn tuy giống thẻ anh đã được Cố Uyển Như, nhưng khác màu và số thẻ. Linh Kha kinh ngạc há to miệng, sao khách không hỏi giá? Anh ta mua xe hay mua rau thế? Đang có sẵn đúng không? Giang Hải hỏi. Cố Uyển Như kéo Giang Hải lại, "Đừng, đắt quá." Lúc này, giám đốc tiêu thụ khinh bỉ nói, "Không có tiền thì cứ nói nói không tiền, đến đây khoe mẽ gì chứ?" audio điện tử võ tấn bền hết chương 10